Và trong cái buổi học này, admin sẽ giới thiệu cho chúng ta cái hệ thống kênh trong marketing, trong kinh doanh và các cái cơ hội kiếm tiền khi mà chúng ta hoạt động trong quá trình kinh doanh. Ok, và các bạn hãy xác định cho admin biết rằng là các bạn đang kinh doanh gì, đúng không ạ? Hay là các bạn đang bắt đầu. Thì trong cái buổi học này, tôi sẽ nói một cách rất là nhanh và rất là trọng tâm những cái vấn đề mà các bạn cần chú ý. Đó là một cái lộ trình, đó là một cái giải pháp cho tất cả các bạn ở trong này. Chúng ta xuất phát từ những cái hoàn cảnh khác nhau, chúng ta xuất phát từ những cái môi trường khác nhau, chúng ta xuất phát từ những cái công việc khác nhau. Tuy nhiên rằng chúng ta có mặt ở trong cái buổi học này là, thì tôi chắc chắn rằng đấy, chúng ta đang có một cái chung một cái đam mê, đó là kinh doanh, đó là kiếm tiền, đó là kiếm tiền thu nhập đó. Và trong đây là bao nhiêu bạn trong đây là bao nhiêu bạn đang xác định cho mình biết là kinh doanh sẽ là một cái nghề chính, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người xác định là kinh doanh là một cái nghề chính của mình trong tương lai thì mọi người bấm một. Còn nếu như mà mọi người xác định đây là một trong những cái nghề tay phải thôi, đúng không? Tay trái, nghề tay trái, một cái nghề thứ cấp thôi để kiếm thêm thu nhập thì mọi người bấm hai, đúng không ạ? Tất cả mọi người nhá. Ok, có rất là nhiều bạn đúng không, đã vừa sau đã trả lời cái câu hỏi là chưa bao giờ kinh doanh, đã làm dropship với AccessTrade nhưng mà chưa có kinh nghiệm. Bạn đang làm thời trang, bạn đang làm mỹ phẩm, bạn đang làm phụ kiện điện thoại, các bạn thì chưa làm gì cả đó, phụ kiện thời trang chạy ads nhưng mà lại dừng lại, đúng không ạ? Bạn đang kinh doanh áo hoodie, bạn mới bắt đầu. Một cái câu hỏi tiếp theo cho các bạn đó là cái quá trình mà kinh doanh đó, bạn xác định kinh doanh là một cái nghề chính trong tương lai hay là các bạn là một cái nghề thứ cấp, đúng không ạ? Trong tương lai, nếu như mà là nghề chính thì bạn bấm một, nếu như mà bạn là nghề thứ cấp thì bạn bấm hai. Thì tại sao tôi muốn hỏi những cái câu hỏi này, tại vì đây là những cái mà liên quan trực tiếp đến quá trình mà làm kinh doanh của mình. Thứ nhất là chúc mừng các bạn đã xác định được cái sản phẩm của mình đó. Tất cả những cái sản phẩm đều có cơ hội để phát triển một cách giàu có, và trong cái buổi học này tôi sẽ bật mí cho các bạn biết cái cách làm sao để chiến thắng thị trường, cách làm sao đấy để mình thành công trong quá trình kinh doanh. Trước khi mà nói sâu hơn nữa thì tôi tự giới thiệu mình là Quyết Đào, admin của Forecenter, là người sáng tạo lên Forecenter và xây dựng cái cộng đồng hơn 30.000 người trên tất cả kênh Zalo và Facebook. Thì thật bây giờ là nó lên khoảng gần 40.000, mà có rất là nhiều module tôi đã chia sẻ. Và trong cái mùa dịch Covid đó, là tôi đã xoay hướng qua lại làm dropship và xây dựng các kho để kết nối kho, để có thể kết nối cộng đồng những cái người mà muốn làm kinh doanh, những cái bạn mà muốn thành công trong kinh doanh, muốn kiếm thêm thu nhập, để ngồi lại với nhau để chúng ta cùng chiến thắng trong cái mùa dịch. Trong năm 2020 thì đã có những cái kết quả nhất định đấy, và đội nhóm cũng có những cái kết quả nhất định. Rất là nhiều bạn giỏi, rất là nhiều bạn đã được đào tạo rất là xuất sắc và thành công trong Forex Center, và hiện tại đang kiếm được những cái mức rất là ổn định. Và bản thân tôi thì đã có, hiện tại tôi đang mở 4 cái shop, tôi đã có kinh nghiệm bỏ 4 cái shop và có bốn bốn năm trong làm kinh doanh offline và 3 năm trong kinh doanh online. Còn trong giới MMO á, tức là làm affiliate hoặc là kiếm tiền qua mạng á, là tôi có kinh nghiệm 6 năm. Nên ra là sau khi mà quá trình làm thì với những cái lợi thế của mình á, thì mình phát triển khá là nhanh trong cái quá trình mà mình làm kinh doanh offline kết hợp với online. Thì trong cái quá trình làm đó ấy, thì tôi đã đúc rút ra được những cái kinh nghiệm, và các bạn có thể học các cái khóa học của tôi trên kinh doanh online.com. Đó là những cái khóa học không không bao giờ là hình thức, không màu mè, nó chỉ thẳng các cái vấn đề mà bạn cần quan tâm. Các bạn học bất cứ cái khóa học nào bạn cũng có thể xác định được cho mình biết cái lộ trình và con đường của mình trong trong cái thời gian mà chúng ta xây dựng cái đế chế riêng của mình. Thì vừa xong các bạn đã trả lời cho mình biết rằng là bạn đã xác định sản phẩm nào. Nếu như mà chưa xác định sản phẩm nào ấy, thì qua buổi học này các bạn bắt đầu xác định nhé.
Nếu như bạn đã xác định rồi ấy, thì chúc mừng bạn. Cái việc mà xác định được sản phẩm ấy, thì nó đã hình thành mầm mống để thành công rồi. Bất kể sản phẩm nào, bất kể cái vấn đề kinh doanh hay là hình thức kinh doanh nào, nó đều có thể giàu có bởi một cái bởi bởi việc mà chúng ta phát triển marketing, và chúng ta phải làm cách để chiến thắng, đúng không ạ? Làm được chiến thắng được cái thị trường này. Và trong cái buổi học này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề là bây giờ chúng ta đã xác định sản phẩm thì làm sao để chúng ta thành công trong thị trường. Ok chưa ạ? Là hệ thống kênh, đúng không ạ? Hệ thống marketing trong kinh doanh, được chưa ạ? Hệ thống kênh trong marketing, hay là hệ thống kênh để gì ạ? Để thực hiện các cái chiến lược, cái chiến dịch kinh doanh nó thành công. Mấu chốt của vấn đề là như thế, đúng không ạ? Dù các bạn xử lý để làm dropship, làm affiliate, bản bản chất đấy, bản chất khi mà làm kinh doanh, bản chất mà kiếm tiền đấy, nó sẽ xảy ra ba cái vấn đề. Một là bạn bán gì, tức là sản phẩm bạn xác định là gì, được chưa ạ? Hai là marketing. Đó, hai là marketing. Ba là cái quá trình vận hành. Đơn giản là như vậy. Đấy, ba là quá trình vận hành, trong đó là xác định đấy, là đối tượng khách hàng nào để chúng ta cần tập trung khai thác. Đó là cái điều quan trọng. Ba vấn đề: có sản phẩm, có khách hàng, đúng không? Có quảng bá kết nối lại với nhau. Ví dụ nhé, bạn muốn bán chai dầu gió này chẳng hạn, đúng không nào? Chai dầu gió này, hay là bạn muốn bán cái dây cáp này chẳng hạn, dây cáp này, hay là bạn muốn bán cái visa này, dù là cái gì đi chăng nữa thì đây là sản phẩm, đúng không ạ? Dù hình thức nào đi chăng nữa, dropship hay affiliate hay kinh doanh offline hay là kinh doanh online hay cái làm dịch vụ bán vé máy bay, cái gì cũng được, bất kể cái gì cũng được, đúng không ạ? Và cái cách nào để chúng ta chiến thắng ở trong thị trường này này, đúng không ạ? Và hôm nay cái bài học cụ thể đó là việc xây dựng hệ thống kênh, đúng không ạ? Và ngoài ngoài việc mà bây giờ chúng ta phải làm gì á, thì bây giờ chúng ta còn có thể khai thác được cái điều gì trong cái quá trình mở làm, đấy là cái điều quan trọng, đúng không? Được chưa ạ? Đấy là cái rõ ràng cái mục tiêu, cái bản chất là như vậy, được chưa ạ? Và các bạn có thể là tham gia cái buổi học này là buổi học đầu tiên của admin, nên ra là chúng ta chưa quen cách làm việc. Cố gắng tham gia các buổi học tiếp theo của admin ở trong nhóm, chú ý theo dõi các nhóm mà tham gia thật nhiều, các nhóm ở trong Forex Center, tại vì có mỗi nhóm sẽ có những cái buổi học khác nhau, mỗi nhóm lại có những cái kiến thức khác nhau đó. Và ngay bây giờ đúng không ạ, chúng ta sẽ bắt đầu nhá, trong cái quá trình mà xây dựng hệ thống kênh nó đơn giản, đúng không ạ? Nó khá đơn giản thôi, nhưng mà nếu như bạn nắm chắc đấy, nó sẽ xây dựng cho bạn một cái tư duy, nó sẽ xây dựng cho bạn một cái hệ thống, đúng không ạ? Nó sẽ xây dựng cho bạn một cái quy trình thật là tuyệt vời trong quá trình mà mình làm kinh doanh, và bạn sẽ thành công với nó. Ok, hệ thống kênh cho marketing, hay là hệ thống kênh để marketing, hệ thống kênh marketing trong kinh doanh, đúng không ạ? Ok, và bây giờ nhé, một đấy là chúng ta xác định với nhau, xác định sản phẩm, đúng không ạ? Trong xác định sản phẩm có hai vấn đề cần để xác định, đó là xác định hình thức, hai là xác định sản phẩm, được chưa ạ? Hình thức tức là sao? Bạn có thể là bạn nói rằng đấy, bạn làm affiliate, đúng không nào? Còn có thể các bạn không biết affiliate bằng tôi đang làm dropshipping, ok, đây là hình thức để kiếm tiền. Hay là bạn nhập hàng về, đúng không ạ? Để bán hàng, gọi là kinh doanh offline, đúng không ạ? Hay là kinh doanh mua hàng về, đúng không ạ? Nhập hàng về để gì? Để chúng ta có thể bán ở trên các kênh online. Dù hình thức nào đi chăng nữa thì nó vẫn là cái cách để chúng ta kiếm tiền thôi, kinh doanh online, ok chưa ạ? Đây là hình thức, bản chất bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vấn đề này. Hay là bạn nói là bạn làm dịch vụ, đúng không ạ? Vân vân, dịch vụ bán vé bảo hiểm, bán vé máy bay, bán tour du lịch, vân vân, đó là bán dịch vụ. Dù hay là bạn làm YouTube đấy, em không làm YouTube hay là làm TikTok để kiếm tiền, vân vân, tất cả mọi thứ, bất kể cái gì bạn cũng không thể nhảy qua được. Bản chất nó là gì ạ? Đây là, nó là kinh doanh, bản chất đây là hình thức, đây là cái quá trình mà gì ạ, mình làm kinh doanh, bản chất nhá. Bản chất ở đây ấy, nó không thoát khỏi được cái vấn đề về là kinh doanh, đúng không ạ? Hay là kiếm tiền. Ok, bây giờ mình phải xác định với nhau là như vậy. Nhưng bây giờ á, là có rất là nhiều người bán, có rất là nhiều người đang tập trung đang làm, nhưng bây giờ là làm sao để chúng ta chiến thắng, đúng không nào? Tiếp theo, trong dù cái hình thức nào thì một cái hình thức luôn luôn có một cái sản phẩm cụ thể,
Sản phẩm cụ thể có muôn muôn vàn muôn vẻ, bạn bán bất kể thứ gì, tất cả mọi thứ, đúng không nào? Bất tất cả mọi thứ nếu mà tôi kể ra ở đây ấy, thì rất là nhiều. Thì các bạn tự trả lời cho mình đó là bạn đang kinh doanh cái gì nhá, và cái vấn đề kinh doanh cái gì nó không quan trọng, đúng không ạ? Mình khẳng định với nhau một câu như thế này, bán gì không quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng là bán như thế nào, xác định nhau rõ luôn như thế này chắc chắn luôn, đúng không ạ? Dù bạn bán gì cũng vậy, đúng không ạ? Bán gì cũng được, không có quan trọng. Quan trọng là bạn bán nó như thế nào, và chúng ta học kinh doanh là học cách bán hàng như thế nào, cách bán hàng như thế nào cho hiệu quả, cách bán hàng như thế nào để cho gì ạ? Chúng ta chạy hàng, chúng ta chạy được đơn hàng, chúng ta bán để chúng ta có lợi nhuận. Đấy, đấy là cái điều mà quan trọng nhất, đúng không? Chứ cái việc mà chúng ta bán gì nó là gì ạ? Nó chỉ là hình thức kinh doanh, hình thức để kiếm tiền thôi. Đây này, đúng không? Nó chỉ là hình thức để kiếm tiền thôi chứ nó chẳng có ý nghĩa gì. Dù gì cũng vậy, đúng không? Các bạn làm tài chính cũng vậy, MMO đúng không ạ? Làm tài chính hay là làm gì cũng vậy, làm tài chính vân vân. Bất kể bất động sản, tất cả mọi thứ. Khi mà bạn xác định sản phẩm cụ thể thì chắc chắn mọi thứ, đúng không? Bạn cần xác định cho tôi bằng được là một số sản phẩm như thế này. Một là sản phẩm ví dụ như là trong cái ngách mà visa chẳng hạn, tôi xác định những cái visa của tôi là sản phẩm chiến lược, những cái sản phẩm không chiến lược đó là những cái ví nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Những cái ví mà nó để cho những cái trẻ em, hay là ví mà dành cho các chị đi chợ, hoặc là những cái ví đấy là rất là nhẹ, thì cái sản phẩm đó không phải sản phẩm chiến lược, nhưng mà vẫn có trong tồn tại trong cái sản phẩm, trong cái mặt hàng, trong cái cửa hàng online hay offline của mình, đúng không ạ? Đó là sản phẩm fail đó, sản phẩm chiến lược, sản phẩm fail, đúng không? Và sản phẩm đó là sản phẩm trend, đúng không ạ? Trending, tức là mình đôi hiểu đúng không ạ? Bạn comment hiểu cho admin nhá. Bạn có hiểu không ạ? Đây cái phần này bạn hình dung không ạ? Trong đây cái module này học hôm nay là rất là hay đấy, các bạn cần chú ý nhá. Có vở hay là có sách vở, có bút tập để chúng ta ghi chép lại. Đúng không ạ? Hiểu không ạ? Rồi, chúng ta xác định với nhau là như thế và xác định cho bằng được những cái vấn đề này trong cái quá trình mà xác định sản phẩm. Còn bạn làm gì tôi không cần biết, đúng không? Và chúng ta xác định rõ với nhau là bán gì không quan trọng, quan trọng là bán như thế nào, và hôm nay chúng ta sẽ học cái cách bán như thế nào. Để gì ạ? Để chúng ta bán được cái thứ mà mình mong muốn, bất kể thứ gì. Và trong thời gian qua tôi đã làm khá là nhiều sản phẩm, và bất cứ sản phẩm nào, bất cứ marketing cái gì tôi cũng có kết quả của mình. Và tại vì sao tôi lại có kết quả đấy, là nó có một cái phương pháp, đúng không ạ? Nó có một cái phương pháp để xây dựng hệ thống kênh đó. Và ngay bây giờ, đúng không ạ, ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là bây giờ hệ thống kênh là cái gì, và chúng ta là người kinh doanh là chúng ta cần phải làm gì. Đấy, ok không ạ? Các bạn có muốn nghe module này không ạ? Hay là chúng ta đổi chuyển chủ đề ạ? Đúng không? Các bạn muốn nghe module này hay là chúng ta muốn chuyển chủ đề khác nhỏ hơn? Muốn muốn học cái cách mà để chúng ta bán bất cứ thứ gì không? Đúng không? Học cái cách để rồi chúng ta sẽ học cái cấu trúc kinh doanh hay là cái quy trình kinh doanh. Các bạn có nghe rõ admin nói không ạ? Vừa sai admin bị ao đó.
Nghe rõ không? Vừa xong này mình bị ao ra. Ok, tuyệt vời. Và cái trong quá trước khi mà bán hàng như thế nào, làm gì đấy và xây dựng hệ thống marketing là như thế nào, thì chúng ta phải hiểu một cái cấu trúc trong kinh doanh, được chưa? Và cấu trúc trong kinh doanh thì dù chúng ta làm gì đi chăng nữa thì nó sẽ liên quan, một là sản phẩm, ok, hai là marketing, ba là vận hành đó, bốn là các cái vấn đề khác. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như này. Bạn phải xác định được sản phẩm của mình. Nếu như bạn không xác định sản phẩm của bạn á, đúng không, thì gì ạ, thì chúng ta sẽ không bao giờ bán được. Chúng ta không xác định được rõ cái mục tiêu trong kinh doanh của mình là gì thì chúng ta làm sao mà để kinh doanh thành công bây giờ, đúng không nào? Và ngay chỗ này đấy, các bạn cần xác định cái sản phẩm của mình. Và ở trong một cái buổi học nào đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái phương pháp xác định những cái sản phẩm mà nên kinh doanh. Cái việc mà xác định sản phẩm đây là một bài học rất là chi tiết và cụ thể nhé. Xác định sản phẩm và xác định nguồn sản phẩm, rồi xác định những cái sản phẩm nào mà chúng ta nên bán. Có những bạn mà bán sai, bạn bán sai sản phẩm nên ra là bạn không làm marketing rất rất là tốt, nhưng mà bạn không thành công được, đúng không? Mà bạn không thành công nhưng bạn cũng không nhìn nhận ra được là mình đã là gì, đang tốn thời gian mà mình cứ lao đầu vào marketing. Càng marketing thì mình càng mà càng tốn thời gian mà không phát sinh được lợi nhuận do cái sản phẩm xác định sai. Trong cái buổi học này thì ok, xác định cho admin là những cái sản phẩm của bạn đó là cái sản phẩm chiến lược, ok. Sau đó là chúng ta tập trung marketing, quá trình vận hành đó là đóng gói chi phí, đúng không ạ, set up vân vân. Đây là vận hành, luôn luôn là như vậy. Và trong ba cái này, cái vợ marketing này đó là cái module quan trọng nhất, đỉnh cao nhất, đúng không ạ? Tại vì bây giờ sản phẩm tốt không bán được cũng vứt, sản phẩm không tốt nhưng mà bán được nhiều vẫn ok, đúng không nào? Đó, cửa hàng đẹp, cửa hàng to nhưng mà bán không được cũng chết. Marketing tức là bán hàng, và chúng ta cần phải tập trung cho việc bán hàng. Đây là cái điều mà chúng ta xác định với nhau luôn cho cái quá trình mà làm kinh doanh. Nên rằng là chúng ta đừng xác định là lan man là chúng ta bán cái gì, kinh doanh như thế nào, như này như kia, đúng không ạ? Cái điều đó nó không quan trọng, đúng không ạ? Quan trọng nhất là chúng ta phải học marketing, và trong cái cấu trúc kinh doanh này marketing đứng hàng đầu, ok. Và bây giờ làm sao để bán được hàng, đúng không ạ? Chúng ta phải xây dựng hệ thống kênh. Bản chất là xây dựng hệ thống kênh. Và cái quá trình xây dựng hệ thống kênh này nó không phải là ngày 1, ngày 2. Chúng ta xác định với nhau là như vậy. Quá trình xây dựng hệ thống kênh là một cái quá trình, đúng không ạ? Một cái quá trình mà chúng ta phải xác định với nhau ấy, là chúng ta cần phải có gì ạ? Trước khi mà làm việc, admin cần phải xác định cho chúng ta như thế này. Xác định với chúng ta như thế này. Mọi người vẫn nhìn thấy cái màn hình đúng không ạ? Mọi người có nhìn thấy màn hình của admin chia sẻ không? Còn thấy không ạ? Thấy màn hình là xây dựng hệ thống kênh không? Còn đúng không? Ok, tại vì ở bên này mình không có rõ là bạn có nhìn thấy hay không đó. Ok, và trong xây dựng hệ thống kênh thì trước khi mà làm như thế này, mình trước khi mà làm việc, và vừa sau này mình có hỏi một cái câu là bao nhiêu bạn ở trong đây xác định kinh doanh đấy là một trong những cái vấn đề chiến lược trong cái cuộc đời của mình trong tương lai, hay là bạn xác định kinh doanh hay là kiếm tiền online là một cái nghề thứ cấp, là cái nghề tay trái thôi chứ không phải nghề tay phải, đúng chưa ạ? Và cái điều này nó có ý nghĩa chiến lược trong quá trình mà mình làm kinh doanh. Xác định trước khi mà làm việc, chúng ta phải xác định với nhau, xác định với nhau một số vấn đề. Một đấy là xác định tâm lý, tâm thế trong kinh doanh. Chúng ta xác định luôn với nhau rằng đấy là trong kinh doanh online hay kinh doanh offline, hay là kinh doanh online kết hợp offline vân vân, không biết là hình thức nào. Xác định với nhau ấy là tất cả mọi thứ ấy, kiếm tiền là điều không bao giờ dễ, kiếm tiền là điều không bao giờ dễ dàng, ok chưa? Rồi hãy xác định nhau này, điều này quan trọng, đúng không? Còn cái vấn đề về xây dựng kênh này á, nó chỉ là kiến thức thôi, học là sẽ làm được, nhưng mà vấn đề làm chỗ này á, chúng ta không nói chuyện với nhau ở cái chỗ này, các bạn sẽ thất bại, chắc chắn thất bại rồi. Tại vì các cái đồng đội của admin lúc mà tôi chưa có gì trong tay, tới khi mà tôi có một số những cái kết quả nhất định ở trong cái quá trình mà làm kinh doanh của mình, vì ai làm thì người ta cũng sẽ có kết quả thôi. Và những người bạn của tôi nhảy ra nhảy vào rất là nhiều dự án, đi làm công ty, đi làm bất động sản, đi làm tài chính vân vân, rất nhiều nghề, nhưng mà rồi cuối cùng lại người ta cũng vẫn phải lựa chọn một con đường đó là làm cho chính bản thân họ đấy, sau khi mà đã quá mệt mỏi trong thị trường đấy, và họ buộc phải về làm cho chính mình. Và lúc này
cái điều mà tôi đã nói gần rất là nhiều năm trước, nói rằng cái điều kiếm tiền nó không là điều dễ dàng, đúng không? Nên là chúng ta xác định mà muốn nhanh thành công ấy, đúng không ạ? Muốn nhanh thành công thì chỉ đi ăn cắp thôi, hoặc là đi ăn cướp thôi thì nhanh thật sự, còn lại chẳng có gì dễ, chắc chắn luôn là như vậy. Nên ra là quá trình mà làm đấy, làm hệ thống kênh nó không phải là dễ, nó không cũng không khó, mà chúng ta xác định xíu nữa tôi sẽ nói nha. Nhưng mà xác định tâm thế trong kinh doanh kiếm tiền không phải là dễ dàng, và chúng ta phải cố gắng, cố gắng nỗ lực rất nhiều. Bạn hãy ghi chép lại đi. À, đến năm nay á, là thì cũng hơn 6 năm rồi, thật sự mà 6 năm. À, khi mà làm cái, khi mà có được cái laptop đầu tiên đấy là gia đình à, mình mua nhá, và tới năm nay là tôi có hơn khoảng tầm 8-9 năm rồi trong cái môi trường online này, là bắt đầu kiếm tiền bằng game và các thứ, là bằng MMO đó, là cũng khoảng tầm, chính xác là khoảng tầm 9 năm rồi. Đến bây giờ tôi vẫn kiên định một cái mục tiêu là kiếm tiền online và kinh doanh online, và mình học những thứ để mình làm cho bằng được cái quá trình mà mình muốn bán, hoặc là mình muốn kinh doanh, hay là mình triển khai một cái chiến lược gì đấy, thì mình đó, nỗ lực rất nhiều chứ không phải ngày một ngày hai chúng ta xác định với nhau là như vậy. Tại vì à, nói các bạn chỗ này, chúng ta sẵn sàng đúng không ạ, chúng ta sẵn sàng đúng không ạ, đi làm thuê đúng không ạ, sẵn sàng đi làm đúng không ạ, đi làm thuê, dù các bạn làm cho nhà nước, làm công chức hay là làm cho công ty, làm từ gì ạ, xong trình độ đại học đi, cho nó độ độ chín là khoảng từ 21 tuổi đúng không ạ, hay là cao đẳng là 20 đến 21 tuổi, cho tới khi bạn 55 tuổi để về hưu, 5 năm tuổi đúng không, là chúng ta đã có bao nhiêu ạ, hơn 34 năm, gần 35 năm. Nếu như mà bạn mà có vị trí lãnh đạo nữa thì nó rơi vào khoảng tầm 56 tuổi đúng không ạ, 60 tuổi, 5 năm đến 60 tuổi để làm đối với nam, còn đối với nữ thì giảm hơn 5 năm. Mà chúng ta quần quật đi làm như thế này trong suốt chừng này, trong suốt thời gian chừng này, để nhận được cái mức lương như thế nào đối với những cái người mà làm sếp. Đấy, tôi đang giới thiệu với các bạn đây này, mình cũng đang là một nhân viên văn phòng đó, làm trong cơ quan nhà nước đúng không, và lương của tôi tháng từ 7 đến 7 8 triệu thì đấy, thế thôi. Và lương của những người sếp của tôi đấy, từ 21 tuổi đến 55 tuổi nhá, là lương hiện tại đang là tại vị khoảng tầm 20 đến 21 triệu. Nhưng mà sau khi về hưu ấy, để nhận một số lượng tiền lương sau khi mà mình nghỉ hưu khoảng ngoài 55 56 tuổi ra đấy, là nhận được một số lượng tiền lương khoảng tầm 13 triệu, tầm đấy 13 triệu, và cả một cuộc đời cống hiến để làm như thế này, nó xứng đáng không ạ? Xứng đáng khá là lớn, tại vì tôi là một trong những cái đơn cơ quan đơn vị ở trong nhà nước mà có cái số lượng tiền lương khá cao. Còn lại đối với anh em mình thì các bạn tự suy suy nghĩ ở vấn đề là về làm luật hay là làm giáo viên hay là làm bất cứ vấn đề gì nhá, và chúng ta nỗ lực rất nhiều, chúng ta sẵn sàng đi làm thuê. Đối với các bạn làm công nhân, các bạn làm cho công ty liên doanh nước ngoài gì đấy, bạn tự tưởng tượng xem chúng ta là bỏ hơn 30 năm ra để chúng ta đi làm thuê, trong khi đó cái quá trình mà làm kinh doanh, tôi nói thật sự luôn đấy, rất là nhiều người bạn về mình kinh doanh cực kỳ thành công luôn, người ta kiếm được tiền vài chục tỷ, vài chục tỷ trong vài năm. Đây là câu chuyện, rất là nhiều câu chuyện có thật. Tôi không tin rằng, đúng không, tôi cũng không tin tưởng rằng trong đây tất cả các bạn sau khi mà nghe buổi học này sẽ thành công hết, nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng đấy, xã hội có sự phân công, ngay kể cả bản thân trong cái buổi học này, ngay kể cả bản thân khi các bạn nghe được cái video này ở trên YouTube, ở trên TikTok, hay là bạn ở trong group, hay là trên fanpage, hay bất kỳ kênh nào được re-up lại ở trong cái buổi học này, thì gì ạ, cái việc ạ mà bạn nghe thấy ở đây thì đang có hàng hàng tỷ người ngoài kia vẫn đang làm lao động chân tay. Nên ra là chúng ta đừng có suy nghĩ rằng đây là gì, nếu như mà ai có làm kinh doanh hết thì ai sẽ là dân lao động, có sự phân công hết à, đúng không? Và cái sự phân công này nó lựa chọn, nó nằm trong cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn không, cố gắng bao giờ bằng lựa chọn, nó ở chỗ này. Chúng ta có thể nghe nhiều ở trên video, trên TikTok, và cố gắng không bằng lựa chọn. Chúng ta có thể làm quần quật hơn 30 năm để nhận lại được một cái mức lương hưu, mà lúc mà lương nhận lương hưu thì lúc đấy là cũng gần, đúng không ạ, gần 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 đất xa trời rồi, là gần hy sinh rồi đó, sắp hy sinh rồi đúng không ạ, sắp chết rồi đó. Rồi bạn cứ tưởng tượng và suy ngẫm trong tối nay nhé, xem admin nói có chính xác hay không. Còn vấn đề xây dựng kênh, xem vấn đề bán hàng xíu nữa admin sẽ phân tích cho các bạn biết từng cái một, rồi bạn làm thì sẽ được thôi.
Còn cái chỗ này á, không phải có duyên đúng không? Có duyên chúng ta mới ngồi nói chuyện với nhau được như thế này, chứ không phải là dễ gì mà chúng ta nghe. Các bạn cảm thấy đúng á, đúng không ạ? Thì các bạn like nhé, các bạn cảm thấy đúng thì các bạn cảm thấy đúng đấy thì bạn comment đi là tuyệt vời nhá, tuyệt vời đi, tuyệt vời mình thể hiện cái sự refresh đúng không ạ? Chúng ta có tuyệt vời không ạ? Đây là cái điều mà tôi thật sự tâm sự ở trong tất cả các đội nhóm special VIP member hay là quá trình team của mình. Và chúng ta thường bỏ cuộc giữa chừng. Để làm cái điều này tôi muốn nói rằng là chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Rất là nhiều lần đúng không ạ? Tôi có rất là nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Thật sự luôn. Còn cái việc mà tôi trải nghiệm đó là rất là nhiều nhiều cái kỷ niệm đúng không? Khi mà tôi mới kinh doanh tôi bỏ vác ba lô vào trong Sài Gòn để kiếm mùa hè, trời mưa cũng giảm dích tháng 7 tháng 8 sắp đến mùa mưa ở Sài Gòn này, các bạn sẽ biết rất là cực, rất là mệt để đi kiếm được những cái nguồn hàng để về mình bán, về phụ kiện, về iPhone, về điện thoại. Lúc ấy mình chưa biết gì hết, chân ướt chân ráo để chúng ta vào trong cái thị trường đó. Nhất là vất vả, rất là mệt đúng không? Mình nhiều khi không phải là như kiểu là thằng bị đời đúng không? Bị trời đày ấy. Và ngay cả bản thân bây giờ cũng vậy, có nhiều cái cách kiếm tiền nó dễ hơn thật sự luôn. Nếu mà tôi biết là tài chính, là tôi làm tài chính cũng khá ổn đúng không? Nhưng mà mình cứ lang thang làm những cái vấn đề mà người khác cảm thấy rằng là mình á, mình cứ làm những cái vấn đề mà nó không được nhiều tiền, nó kiểu vậy ấy, kiểu như là bị trời đày đúng không? Nhưng mà mặc dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có một cái kết quả nó lớn hơn thế thôi đúng không? Và cái việc mà chúng ta xây dựng hệ thống kênh này này nó là mặc định, và tôi có những kết quả nhất định, và có rất là nhiều đội nhóm anh em đội nhóm đã có kết quả khủng khiếp đúng không nào? Đấy, và ok, kết quả khủng khiếp là như thế nào? Ví dụ như ở trong này có VIP member đúng không ạ? Bạn có thể nhìn thấy ở đây Dino này làm rất là giỏi, tổng VIP, ok, tổng VIP. Các bạn có thể là nhìn thấy anh này làm doanh thu của đây là ngày 14, 30 ngày từ 14 các bạn, đến ngày 13 tháng 7, ngay gần đây 1.140.000 net, có nghĩa là hơn 1 tỷ mốt tiền doanh thu á nha. Các bạn hình dung không ạ? Đây là trong đội nhóm VIP của admin nha. Đấy, GMV chạy quảng cáo này, chạy quảng cáo này, ta GMV tháng triệu 3 này. Đây là GMV là 707 triệu á, mét đây là triệu đó các bạn. Còn chỗ này á là 1.000, có nghĩa là 1 tỷ mốt, các bạn nhìn rõ nhé, không là mất công nhìn bài pin xem gió nhá. Và bạn đó có đây này, bạn ấy đang admin zoom to lên cho anh nghe mình đọc nhá. Đây. Đó, bạn đang cảm ơn admin rằng là cũng có nhờ admin làm hệ thống digital marketing, và đây là cái điều mà tôi muốn nói cho anh em mình biết ở trong cái buổi họp này. Được chưa ạ? Và đây, trong cái mùa Covid thì rất là nhiều, đây là cái nhóm VIP của admin đúng không? Và ở trong này các bạn ở trong đây gần như là học digital hết, ít nhất là học học rất là bài bản đó để đạt được cái kết quả này. Còn nhiều nữa, bạn này còn nhiều kết quả nữa nhé. Đây là mới là một tháng thôi. Hãy lưu ý rằng đây là kết quả của 30 ngày qua chứ không phải là một năm qua. Và một năm là bao nhiêu đấy thì các bạn có thể tính toán. Ok, và bạn này có đào tạo Shopee nha, có quá trình 1:1 ở Hà Nội. Em mình có thể nha, bạn anh em mình có thể là nghiên cứu. Ok, thì đấy là cái kết quả từ vấn đề về 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 đấy. Bạn ấy có đúng không nào? Bạn ấy cũng có cảm ơn admin đúng không ạ? Và đó là cái điều mà mình muốn muốn nói ở trong cái buổi học đúng không? Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Không có một cái thành công nào nó dễ dàng, cũng không có một cái điều gì mà nó vô ích đâu. Chúng ta cần phải tập trung thế thôi. Đây là cái phần này, trước khi mà làm việc xác định nhé, hãy ghi nhớ rõ những cái điều này. Chúng ta sẵn sàng làm việc làm thuê cho người khác hơn 30 năm, nhưng mà chúng ta rất là khó để làm cho chính bản thân mình 3 năm. Còn tôi còn bạn, tôi sợ rằng ấy, các bạn không không gì ạ, không vượt quá nổi 3 tháng trong cái cuộc kinh doanh ban đầu của mình. Một là không ra kết quả, chán bỏ. Hai là làm khó quá, không có hiểu biết được về cái vấn đề về công nghệ, về internet, bỏ cuộc. Bốn là gì ạ? Trong cái quá trình mà làm phát sinh đủ thứ, bảo hành rồi đổi trả, bị khách nói rồi là bị người nhà chê trách, vân vân, có vô cùng cái cản đúng không? Cái rào cản trong quá trình mà làm kinh doanh. Nếu như anh em mình ai ấy, là người đã từng đúng không? Đã từng trải thì các bạn sẽ hiểu rõ cái điều này. Còn lại ấy, là gì ạ? Là sau sau thời gian ngắn thôi là các bạn biết hết.
Ok, thì để cho cái không không cái điều mà đáng tiếc này không xảy xảy ra đó, thì các bạn hãy hứa với admin của bạn, hãy tự cam kết nhé, hãy cam kết rằng đơn giản thôi, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành với nhau lâu, đúng không ạ? Lâu dài, và chúng ta sẽ làm việc với nhau thật là lâu và bền vững và cố gắng hết mình. Thế thôi, tôi cũng vậy. Tiền nong ấy nó gì có thể vay mượn được, tuy nhiên rằng đấy không ai cho chúng ta vay cái gì ạ, không ai cho chúng ta vay cái sự nỗ lực đâu, đúng không? Tiền có thể vay rồi có thể trả, chưa có tiền thì sau này cũng sẽ có tiền, nhưng mà không ai, đúng không, cho chúng ta vay cái này. Hãy cam kết với admin rằng, đúng không, dù và bây giờ bạn đã ở trong cái buổi học này của admin đấy, hãy cam kết với tôi rằng là bạn đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Tất cả các bạn comment, tất cả các bạn comment rồi tôi sẽ chỉ cho anh em mình biết cái xây dựng hệ thống kênh nó sẽ từ đâu một cách ngắn gọn, còn lại thì buổi Zoom nó còn dài lắm, để học rõ thì nó còn dài lắm. Ok, các bạn khác ạ, hay là vào nghe để chơi thôi, các bạn có muốn cam kết cho bản thân mình không ạ? Rồi nhé. Tất cả mọi người, hãy 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 bình luận, đúng không ạ? Đây một lời cam kết với chính bản thân các bạn. Hãy tập trung, đúng không ạ? Còn các bạn khác thì sao ạ? Ok. Ok đấy. Ok Vũ này, ok Trần Tùng này, ok Diệu này, ok Hải Quách này, ok Tâm. Tuyệt vời. Đây là cái điều mà thật sự luôn, đúng không? Và tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức của mình cho anh em mình để làm cho bằng được. Còn lại bây giờ được hay mất, thành hay bại ấy, là do chính bản thân mình, đúng không? Không có một cái điều gì có dễ dàng. Ok, anh sẽ chụp màn hình lại cái chỗ này, chụp màn hình lại cái chỗ này, chụp màn hình cái đoạn này để cho anh em đã bỏ, anh em mình đã gì ạ, anh em mình đã cam kết với nhau rồi nhé. Tôi hy vọng rằng cái đội hình này của mình sẽ thật là bền vững, đúng không ạ? Thật là bền vững, cam kết vậy thôi, ngày mai ngủ phát là quên ngay, tôi nghĩ vậy. Ok, cam kết là đừng bao giờ bỏ cuộc nhé, tôi đã ghi lại đây rồi đấy. Và khi mà chúng ta xuất phát đi một cái tinh thần thái độ ra bên ngoài, đúng không ạ, ra vũ trụ, thì vũ trụ sẽ đón nhận nó và chúng ta sẽ có sức mạnh hơn. Ngay kể cả khi mà các bạn tham gia cái buổi học này á, cái buổi Zoom này, tôi không biết là trước đây bạn đã tham gia bao nhiêu buổi Zoom, bao nhiêu buổi học của người nào, của thầy nào, của ai, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tham gia cái buổi học này, tôi tin chắc rằng đến thời điểm này, đúng không ạ, chúng ta đang có một cái nguồn năng lượng nhất định. Bạn cảm thấy có năng lượng không ạ? Bạn cảm thấy có năng lượng không ạ? Tất cả mọi người ạ. Bạn cảm thấy có năng lượng không? Cảm thấy tuyệt vời không ạ? Ok, đó là cái điều mà mình cũng trước khi mà vào đúng không ạ, thì chúng ta phải 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 chia sẻ những điều này. Tại vì khi mà các bạn học kỹ, học chán rồi bạn bỏ, nó phí lắm, thật sự luôn, nó phí vô cùng. Đến bây giờ admin, học viên của admin cũng hơn 500 người, hơn 500 người của tất cả các khóa học, nhưng mà cứ làm một thời gian là bỏ, phí. Có những bạn làm ra kết quả rất là tốt, hệ thống kênh ổn, kênh YouTube mấy ngàn follow, đúng không, làm thời gian rất là ngắn, content rất là chất, nhưng mà cũng bỏ đi làm cái khác. Mình cảm cảm thấy tiếc, nuối, mình cảm thấy tiếc nuối cho người ta. Đó nên ra là mình đừng bao giờ, đúng không, bỏ cuộc giữa chừng, nó phí phạm lắm, đúng không? Và trong kinh doanh mà nó sắp đến chạm đến cái ngưỡng thành công mà chúng ta kết thúc thì trắng lắm. Ok, tuyệt vời, đúng không? Và tôi cũng cảm thấy rất là năng lượng. Ok, chúng ta tiếp tục nhé, và chúng ta lại xem màn hình, tiếp tục xem màn hình nha. Ok, và hãy cam nhớ nha, nhớ cái vấn đề cam kết đó. Ok, và bây giờ là hệ thống kênh online. Và trong kinh doanh online chúng ta xác định với nhau rồi, đúng không ạ, là kinh doanh online có vô cùng nhiều lợi thế, đúng không? Vì như thế này, lợi thế trong kinh doanh này, chúng ta phải xác định những lợi thế này. Đây là những cái vấn đề liên quan đến kênh nhá, lợi thế trong kinh doanh online, đúng không ạ? Một đấy là môi trường offline, nó phụ thuộc vào cái vấn đề, đúng không, môi trường offline nhá, thì sẽ phụ thuộc vào trong offline ấy, sẽ phụ thuộc vào, bị phụ thuộc vào, một đấy là vấn đề về vị trí địa lý,
vị trí địa lý. Ví dụ như là bạn không phải là ở shop của bạn, không phải là trong cái đường chính, đúng không? Bạn chỉ là trong đường hẻm thôi, thì rõ ràng là mình không có lợi thế rồi. Hai nữa là phụ thuộc vào mật độ dân cư. Đây chính thức như thế này, chính là anh mình sẽ nhìn thấy rồi, ngay chỗ này mình sẽ nhìn thấy là quá trời online, nó là gì ạ? Nó đánh bay mình cái này liền. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tập trung vào online, đó là điều này điều đương nhiên rồi. Bây giờ mùa Covid nữa là chỗ này chết nấc luôn, là vì chỗ này đây, bạn học kinh doanh bạn phải hiểu chỗ này, và chắc chắn là khi bạn học kinh doanh thì chắc chắn bất cứ thầy nào cũng phải nói điều này cho các bạn, đúng không? Trong offline bạn phụ thuộc chắc chắn vào trong vấn đề gì ạ? Cột vào trong vấn đề vị trí địa lý, và vị trí địa lý của bạn không tốt thì bạn kinh doanh sẽ rất là eo luôn, rất là eo hẹp, rất là nghèo khó, đó, rất là khó khăn đấy. Hai nữa là mật độ dân cư, mật độ dân cư chỗ đấy nó không phải là vùng đông người, đúng không? Bạn làm ở cái huyện, ở trong cái môi trường mà nó có lác đác có vài gia đình thôi, thì hoặc là trong cái con phố nhỏ không có nhiều người qua lại, đấy là cái sự cạnh tranh nó yếu, sức cạnh tranh, sức thị trường, ngại độ sức mua của thị trường nó yếu, đúng không ạ? Rồi là ở trong thị trường nó quá nhiều. Nếu bạn có spa, bạn mở cái spa là 4 5 thằng spa nó cũng mở xung quanh bạn, thì lúc này tự cạnh tranh nó cao lên. Và những cái trong cái vấn đề offline là không thể tránh khỏi những vấn đề này. Khi mà học offline thì các bạn cần phải làm ghê gớm hơn về hình ảnh, đúng không? Ghê gớm hơn rất rất nhiều về mặt quảng bá, ghê gớm hơn rất là nhiều về mặt chiến lược kinh doanh nhá, và offline vân vân, các bạn còn phải mất chi phí đầu tư, ok, vô cùng nhiều, đúng chưa? Cứ cứ nhìn đây, các bạn sẽ nhìn thấy này đó, và ngay chỗ này, ngay khi mà chỗ này khi nói xong đó, thì bạn sẽ nhìn thấy offline online nhá, online, và đây là một điều tuyệt vời, đúng không? Không phải lệ thuộc vào bất cứ thứ gì, không phải lệ thuộc vào bất cứ vị trí địa lý nào, bất cứ cái vị trí nào chúng ta có thể target, bất cứ vị trí nào là chúng ta có thể bán được, cũng có thể có mặt thật sự luôn, đúng không? Bất cứ vị trí nào chúng ta có thể có mặt, bất kể kênh nào, đúng không? Bất kể vị trí nào chúng ta chỉ cần sell thôi. Trước này mình sẽ chỉ cho bạn những cái vấn đề mà các bạn cần 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 phải nghiên cứu nhá, cũng có thể có mặt để quảng bá sản phẩm. Hay là không có phụ thuộc vào, đúng không? Không có phụ thuộc vào dân cư, dân số, đúng không? Mà bất cứ ai sử dụng internet, mà bây giờ trên internet là hơn 67 triệu người đang sử dụng Facebook, đúng không? Là số người mà sử dụng internet ở Việt Nam nó rơi vào khoảng tầm 70 triệu, 60 đến 70 triệu người. Ở Việt Nam là khoảng hơn 100 triệu dân, thì bạn có thể dùng rằng đây là con số khủng khiếp, một trong những cái quốc gia mà hàng đầu ấy, nước ngoài nó nhảy vào, đúng không? Shopee cũng là của nước ngoài mà, đúng không? Nó nhảy vào, Lazada của nước ngoài, bao nhiêu nước nó nhảy vào trong này nó khai thác thị trường Việt Nam, đúng không? Nên là mình, tại vì sao nó khai thác, tại vì chỗ này á, Việt Nam là có cái nguồn nước, là có cái wifi rẻ, mạng internet rất là rẻ, sức mua rất là cao, tại vì là nước đang phát triển, đúng không? Là có cái cơ cấu dân số trẻ rất là khủng, đúng không? Và đây là những cái lợi thế đâu có bị lột thuộc vào đâu, đúng không? Và đối thủ trên online thì nhiều ạ, vô cùng nhiều, tuy nhiên rằng ấy, đối thủ gà là nhiều, đối thủ nhiều, nhưng ấy, mà trên cái số lượng khách thì lúc nào vậy, nó không phải là cao, không phải cao. Thì bây giờ xác định nhau như thế này, ok, cái sản phẩm của bạn có thể là thị trường, trên thị trường ấy, nó đang có sự cạnh tranh, luôn luôn có một cái thị trường ngách ở trong cái sản phẩm chính. Đúng, ví dụ như này, đi làm phụ kiện điện thoại, phụ kiện điện thoại nói chung ấy, là bị cạnh tranh vô cùng cao, nhưng mà admin tập trung vào cho gì ạ, sản phẩm cho phụ kiện iPhone thôi, thì lúc này cái sự cạnh tranh của mình ấy, nó bị nhỏ lại rất nhiều, và mình loại bớt đổi, đúng không ạ? Loại bớt được các đối thủ mà nó làm về các phụ kiện khác. Hai nữa là trong cái phụ kiện iPhone ấy, mình làm mạnh hơn những thằng khác thì gì ạ, tự nhiên mình sẽ pro lên, mình pro lên thì gì ạ, mình sẽ loại bớt trong cái xã hội thì mình sẽ gì ạ, mình sẽ chiến đấu được trong thị trường. Còn ở offline nha, xin lỗi các bạn cứ mở shop offline mà đối diện mình là một thằng đối thủ đi, bạn thấy cảnh luôn, bạn bán rẻ nó bán rẻ hơn, nó còn nói đểu nữa, nói xấu luôn, rõ ràng đúng không ạ? Thương trường chiến trường chẳng có ngại gì mà không nói xấu, mình không nói xấu nó, đúng không? Vì mình có cái chữ tín riêng của mình, nhưng mà nó chẳng ngại gì nói xấu mình đâu. Vậy mình làm kinh doanh, làm từ điện thoại mình quá hiểu rồi, nó đâm sau lưng mình luôn, nhưng cần gì đâu mà biết mình là ai đâu, đúng không ạ? Chấp mình là ai luôn đấy. Chẳng cần biết, trong kinh doanh đó, là thù hết đấy, không có bảo bạn đâu, đúng không? Còn đối với online thì
dù như nào đấy thì ổn đúng không? Và chi phí online đầu tư ạ, đầu tư là bằng gì ạ? Bằng tinh thần đây này, bằng mỗi cái này thôi. Còn lại khi mà đã tham gia này thì có một số cái chi phí đầu tư nhất định, không phải mặt bằng, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái máy tính đúng không nào, không cần bảng hiệu nhưng mà chúng ta cần phải có một cái điện thoại. Còn lại tất cả những thứ cực ít luôn bằng cái con iPhone 5 và một cái con sau này là mình đổi lên con 6S Plus, là hai con iPhone đó mình đã kiếm cả tiền 100 triệu rồi, từ hai cái điện thoại thôi, không máy tính gì hết. Còn hai điện thoại đó mình làm gì ạ? Mình cũng làm affiliate đúng không ạ, mình cũng đi kinh doanh, mình cũng đi giới thiệu, mình cũng đi làm dịch vụ này dịch vụ kia rất là nhiều đúng không ạ. Khi mà cần máy tính thì mình chạy ra net, khi mà cần máy tính thì mình mượn bạn bè đấy, hoặc là máy tính của mình luôn chứ không phải lúc nào cũng cần. Và đầu tư là cực kỳ bé luôn, chi phí cực kỳ bé. Có ông nào nói ở đầu tư là liên quan đến chạy quảng cáo thì hãy xem hết đi rồi chúng ta hãy xác định nhá. Và chỗ này đúng không ạ, hãy ghi chép lại đi đúng không ạ, hãy ghi chép lại đi. Nó là những cái kiến thức mà nó sẽ gắn liền với các bạn trong quá trình kinh doanh. Bạn cứ tưởng tượng, bạn cứ suy ngẫm nhé. Đấy, đúng không nào? Đây là lợi thế trong kinh doanh online là vô cùng tuyệt vời. Và ông nào nắm được lợi thế này á, và khi mà ngay sau khi mà tôi nắm được cái vấn đề này, tôi suy ngẫm được cái vấn đề này á, tôi dành rất nhiều thời gian cho online, dành rất là nhiều thời gian cho online, tôi không lan man nữa. Và cộng với cái sức mạnh tinh thần này, sự nỗ lực kiên trì này, sự không bỏ cuộc này, rồi cuối cùng mình có những kết quả, có những cái đội nhóm tốt, có những người người ta theo mình để người ta học mình, có người người ta đồng hành với mình, cũng có người làm đối tác của mình, cũng có khách hàng trung thành với mình, đặc biệt là khách hàng trung thành đúng không, và mình bán gì cũng được thật sự luôn. Em đi làm affiliate được, làm drop được, làm kinh doanh được, bán điện thoại, bán laptop được, bán phụ kiện được, bán visa, bán thời trang, bán gì cái gì cũng được, tại vì mình có sự ủng hộ của thị trường đây này, không phụ thuộc vào dân số, ai là khách hàng của mình đúng không ạ, chấp với hàng đối thủ luôn. Tại vì hàng đối thủ mà không học ấy, nhiều lắm, hàng đối thủ mà chịu học ấy, là nhìn khác ngay à. Đấy, đối thủ mà chịu học là sao, đây ví dụ như này đấy, đối thủ mà chịu học là như thế này này, anh em mình đúng không nào. Đây, một cái nhóm của bạn Phượng ở trong đây, đúng không? Mấy bạn Phượng lên online nhỉ? Đấy, và trong đây bạn Phượng chỉ cho những cái bạn mà là gì ạ? Là học bạn Phượng miễn phí đấy, để làm dropship, chia sẻ những kinh nghiệm này cho cộng đồng ấy. Và các bạn có thể thấy, đúng không ạ? Nhìn này, nhìn đối thủ mà nó biết đi học, nó sẽ khác. Ok, từ một cái ảnh bình thường, đúng không ạ? Và cái này nó khác, nó có sự này giá tốt nhất giao hàng toàn quốc, đây là biết làm hình ảnh. Bạn tưởng tượng bán marketplace đúng không ạ, và có cái logo này đúng không nào, đây là đối thủ có đi học, nó sẽ khác hoàn toàn, ok chưa. Và đối thủ có đi học là cái điều mà chúng ta đáng sợ đấy, tại vì sao, tại vì thị trường bị thu hẹp bởi những đối thủ đi học, nhớ nhá đúng không. Và đối thủ không học thì chỉ là đang bình thường thôi, còn đối thủ này kinh khủng khiếp đấy đúng không, làm hình ảnh vô cùng kinh khủng, ok chưa ạ. Các bạn bao giờ nghĩ là bán hoodie vừa xong lâu nào vừa xong nói là tôi bán hoodie không, hãy học nhá, đây là cái training miễn phí rồi của bạn Phượng đó, bạn chỉ dẫn ở trong buổi Zoom đúng không đó, chèn vào đây đẹp không ạ, lung linh cảm thấy bắt mắt không ạ. Còn ở dưới đây còn 50%, không biết ông nào bày cho cái icon này đây đẹp đấy đúng không đấy. Và đây là bạn Phượng là một trong những member đúng không? Đào tạo ở trong Foree đấy, và đây là cái lớp mà bạn ấy làm training free thôi, là bỉm sữa, có thời gian thì kết bạn với Phượng và nghe câu chuyện của bạn nhé, rất là tuyệt vời đấy. Đây một trăm Phượng nhưng câu chuyện cực kỳ cảm động luôn, sinh viên năm cuối trường đại học ở Đà Lạt đó, cũng là bỉm sữa lấy chồng sớm đúng không ạ, lấy chồng sớm và rất là câu chuyện luôn đấy đúng không, nói là cái câu chuyện mà bây giờ mà đang rộ lên mấy cái bạn mà làm tài chính đa cấp ấy. Tôi nói thật, bạn Phượng mà làm như vậy ấy, là khối hàng bị dụ luôn đúng không ạ. Còn đây làm kinh doanh thì mình bền vững hơn đấy, chẳng dụ ai bao giờ. Câu chuyện của Phượng hay lắm đúng không ạ, và quá trình mà làm đấy thì mình cũng chỉ dẫn rất là kỹ công, bạn làm thành công, bạn cảm ơn rất nhiều về vấn đề làm. Bạn ấy mới tham gia ở trong Foree khoảng 3 tháng. Nếu như bạn có thể xem cái Zoom mà ở trên kênh YouTube của Foree Center đó, cái Zoom đầu đó,
đúng không nào? Cái Zoom mà về hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm của member, trong đấy có Phượng chia sẻ, nghe cái câu chuyện của bạn đấy mình cảm thấy có động lực liền. Nên ra nhiều anh ở trong này á là mình có nhiều điều kiện, rất là nhiều điều kiện, nhưng mà chúng ta thường bỏ cuộc giữa chừng, bỏ cuộc giữa chừng, thất bại, đừng bao giờ bỏ cuộc nha. Ok, chính vì những cái lợi thế trong cái kinh doanh như vậy đấy nên là chúng ta cần phải tập trung cho marketing online. Là và trong marketing online này này thì chúng ta sẽ làm bắt đầu từ đâu đây, đúng không? Bắt đầu từ công online trên internet đi. Và đây là cái nội dung chính, và trong cái buổi học này mình sẽ nói cái phần đại cương, có ví dụ cụ thể cho anh mình dễ hình dung, còn lại vòng sâu chi tiết từng cái nữa thì chúng ta sẽ học trong các buổi sau nữa, đúng không? Và chúng ta sẽ tự nghiên cứu hình thành những cái tư duy, đúng không? Và bắt đầu xây dựng hệ thống kênh trên internet. Bây chúng ta bắt đầu từ đâu? Ok, giả dụ nhé, giả sử các bạn đã xác định được sản phẩm rồi, đúng không? Giả sử bạn đã xác định sản phẩm rồi, bây giờ là chúng ta sẽ làm như thế nào bây giờ, đúng không? Chúng ta không có nguồn lực gì hết, chúng ta không có kiến thức gì hết thì chúng ta sẽ thua. Nhưng mà có những cái kiến thức này các bạn sẽ thành công này. Bạn hãy bắt đầu từ cái kênh dễ nhất, cho em đi hỏi đấy. Theo bạn đấy thì bạn nên bắt đầu từ đâu, trả lời xem nào, tự suy nghĩ đi. Trong quá trình học của mình phải nghĩ trước khi mà cái người mà hướng dẫn mình ấy, người ta nói bắt đầu từ số không rồi, ok đồng ý tuyệt vời, đúng không? Bắt đầu từ kênh nào, ok cụ thể hơn nha. Ai chẳng biết là bắt đầu từ số không, đúng không? Thì làm gì có số một ở đây mà bắt đầu, đúng không? Bắt đầu từ kênh nào ạ, bạn comment bắt đầu từ kênh nào dễ nhất, gần gũi nhất, ok đồng ý bắt đầu. Bạn em mới nói là cái kênh nào đấy, comment nào nhiệt tình lên, đúng không? Bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ cái kênh nào nha. Vậy ok, đa phần là vậy. Còn các bạn khác thì sao ạ? Học về tương tác để xem là gì ạ, xem mình với ông thầy của mình nói có đúng không, đúng không, hay là cái người hướng dẫn mình nói có đúng không, đúng không? Xem cái vấn đề của bạn với admin suy nghĩ có giống nhau không nhé. Tuyệt vời, chính xác. Bắt đầu Facebook, và một số bạn thì nói còn cụ thể hơn, đó là bán từ group, bắt đầu từ gì ạ, marketplace đấy. Tuyệt vời Hương Vũ, bán cho người nhà tuyệt vời. Nhưng mà trong đây em đang nói là marketing trên internet nên ra là mình bán trên cái kênh nhá, kênh online. Còn bán cho người nhà đó là tuyệt vời đấy, đúng không? Bán cho người nhà là điều mà mình cảm thấy có động lực trong quá trình mà làm kinh doanh đấy, nó là chân chân lý đấy. Khi mà chúng ta làm kinh doanh đấy sẽ có những cái người nhà người thân của mình ủng hộ, thì đó là những cái động lực đầu tiên. Tuy nhiên rằng đấy không phải là, đúng không? Chúng ta không phải kinh doanh để chờ người nhà mua, kinh doanh người nhà mua ủng hộ để làm động lực cho cái quá trình mà mình kinh doanh thành công hơn. Bạn hãy nhớ điều đó, người ta có thể mua một lần, đừng ép họ mua quá nhiều. Người ta mua nhiều thì chứng tỏ rằng là chúng ta đang có vị thế, hãy nhờ người nhà mình quảng bá, đấy là cái điều tuyệt vời đấy. Còn lại trong cái quá trình mà làm kênh trên internet đó, chúc mừng các bạn đã có một câu trả lời đúng, đó là Facebook. Và trong Facebook này, Facebook nhé, trong Facebook nắm được điều này bạn sẽ tăng tỷ lệ thành công. Còn cái quá trình làm như thế nào đó thì hãy cố gắng là tự làm thử đi, rồi là Google thử, Google Search, rồi là chúng ta làm bởi những cái hướng dẫn, hoặc là theo dõi tiếp, hoặc là inbox cho admin để nhận được những sự hỗ trợ từ cái vấn đề mà bạn chưa hình dung được. Cái đầu tiên dễ nhất đó là Facebook. Và trong Facebook, Facebook nên nhớ là Facebook nó là một cái platform, đúng không? Platform tức là những cái mảnh ghép đấy, ghép lại từ nhiều mảnh ghép. Thực tế bản thân Facebook nó đã mua rất là nhiều nền tảng để gộp chung vào thành một cái ứng dụng Facebook. Nên nhớ nhé, là những cái mảnh ghép nền tảng số, mảnh ghép nền tảng số đấy, hay người ta gọi tiếng Anh là platform, đúng không ạ? Như là mình muốn Việt hóa nó thì gọi là mảnh ghép nền tảng số để cấu thành nên cái Facebook này. Do vậy ấy, một số bạn mới nói rằng bắt đầu bằng group này, bắt đầu đầu marketplace này đều đúng chính xác đấy. Còn market đó, market hay là group nó đều là trên Facebook, và trên Facebook đó là cái kênh đầu tiên mà chúng ta nên bắt đầu. Và trong Facebook bạn hãy nhớ cho admin rằng đấy, một
đó là Facebook cá nhân hay còn gọi là profile. Đây là cái kênh mà chúng ta nên bắt đầu đầu tiên, tại vì nó có cái lượng khách hàng ở trong này ngay lập tức. Xác định kinh doanh thì chúng ta đừng có ngại nhá, vừa xong là cái tinh thần, hai là thái độ trong kinh doanh nữa, trong cái quá trình mà xây dựng kênh ấy, đúng không, thì chúng ta đừng có ngại bản thân đấy, bạn bè của mình á, những người mà trên Facebook ấy, những cái người mà ở trên Facebook chê trách mình ấy, hãy lưu ý rằng ấy, một á, là họ không thích mình, hai á, là họ không nuôi mình ngày nào cả, ok không ạ? Xác định với nhau là như thế, nên ra chúng ta không cần phải nể mặt, em biết nói thẳng luôn là như thế. Tại vì sao? Tại vì nhiều anh em mình bán hàng ngại. Ok, ngại thì mình có thể mua Via để chúng ta nuôi. Via tức là một cái nick Facebook mà đã được lập lâu năm và có lịch sử hoạt động, gọi là Via nhé, Via, Via. Đấy, Facebook cá nhân, Via, Via, được chưa? Đấy, lâu năm thì nó thành Via nhé, gọi là như vậy. Thì bán hàng trên Facebook anh em chúng ta không được ngại, chúng ta cứ tập trung vào chúng ta quảng bá. Đầu tiên đó là Facebook cá nhân, và có chứa lượng khách hàng đầu tiên để chúng ta có thể tiếp cận được được cái người mà muốn mua sản phẩm của mình, và chắc chắn rằng bạn sẽ có đơn ngay lập tức khi bán hàng trên Facebook cá nhân. Nếu bạn nghiêm túc nha, bạn phải đăng một cách nghiêm túc là sắp tới đấy, là tôi đúng không ạ, sắp tới Quyết này admin đó có bán một cái sản phẩm này sản phẩm kia để đề nghị các bạn ủng hộ nhé. Mỗi người một vài đơn, hay là chúng ta đã có những cái đơn đầu tiên, và đó là cái cơ sở nền tảng để chúng ta thành công sau này. Lưu ý nhá. Hai, Facebook nó không đơn thuần, nó không không đơn giản là chỉ có Facebook cá nhân đâu. Nó sẽ gồm có cả gì ạ? Song hành với Facebook đó là fanpage. Fanpage tức là cái vấn đề về trang trong bên Facebook, đúng không ạ? Chúng ta vào Facebook này, đây là Facebook cá nhân, ok chưa? Và trong Facebook cá nhân thì chú ý nhá. Hãy lưu ý admin nói rất là nhanh, anh em mình phải nhớ. Trong Facebook cá nhân ấy, cái phần giới thiệu đó là phần quan trọng. Bạn nhìn thấy cái phần giới thiệu của admin không ạ? Cái phần giới thiệu này phần giới thiệu vô cùng quan trọng nhá. Nó xác định trong việc chúng ta là chốt được sale hay không. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta mà không có giới thiệu đàng hoàng, đúng không, thì sẽ không có độ chốt, không độ chốt thì sẽ không bán được hàng, không bán được hàng thì sẽ thất bại đó. Hai, đó là trang. Mình bấm vào đây này, mình bấm vào trang, đúng không? Trang tức là fanpage. Ok, bạn có thể lập và tạo các fanpage vào đây, thì mình cũng tạo khá là nhiều fanpage. Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều fanpage, mỗi fanpage đảm nhiệm một cái ngành hàng khác nhau. Bạn có thể nhìn thấy fanpage ở đây, ok chưa? Và chúng ta có thể tạo fanpage để chúng ta bán hàng, ok chưa? Đó là fanpage nhá. Tiếp theo một kênh nữa trên Facebook mà nó rất là tuyệt vời, đó là hàng group, hội nhóm. Chắc chắn là rồi, đúng không? Chắc chắn rồi, không thể nào bỏ qua một cái hội nhóm được. Như là hội, như là chợ mua bán, như là gì hay bán, ngày xưa bán iPhone, đúng không? Chợ mua bán, đúng không? Chợ tốt Đà Lạt, chợ Đà Lạt. Vì chữ chợ, ví dụ như là bạn ở Ninh Thuận, bạn ở Ninh Bình, bạn ở Hải Dương, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ chợ Đà Lạt. Gõ từ này ra một cái là bên này nó xuất hiện rất là nhiều, bấm vào nhóm nhá. Bấm vào nhóm, đúng không? Nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nhóm mà chúng ta tham gia này, ví dụ chợ online Đà Lạt này, tham gia một cái. Đó. Rất là nhiều nhóm, nhóm này 121.000 người, 44.000 người, 227.000 người, 276.000 người, 89.000 người, 115.000 người. Cực kỳ nhiều khách hàng ở trong này, chúng ta hãy tận dụng vào trong này. Nên một số anh em mình nói là bán hàng trên group, chính xác đấy, đúng không ạ? Một cái nữa mà khủng khiếp đơn mà các bạn ra mà gọi là sắp phạt luôn, đó là Marketplace, một trong những platform target tất cả những cái từ khóa có liên quan đến bán hàng về cái giao diện này, về cái nền tảng này, về cái mảnh ghép này. Và Marketplace là cái hình đây này, cái hình mà có cái shop đây này. Đó, click vào hãy xem, đúng không? Tất cả gì cái gì cũng có, và nó target được theo vị trí. Các bạn có thể thấy ở đây là Cần Thơ, các bạn có thể chuyển nó về thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Và nó sẽ target lại, đúng không? Nó có thể target được vị trí luôn, chọn ở đây 10 km thôi, ví dụ vậy. Đó, nó sẽ đổi lại những cái thứ, đúng không? Bạn có thể thấy nhiều thêm Hồ Chí Minh không ạ? Quá trời rau củ luôn. Đây là vì sao ạ? Đang bị cách ly nên ra là bây giờ ạ, quá trời là người bán cái sản phẩm này. Bạn hình dung chưa? Đúng chính xác luôn. Đấy. Và nó target được vị trí, tức là gì ạ? Nó còn khủng khiếp hơn cả gì ạ? Nó còn khủng khiếp hơn cả Marketplace, đúng không ạ? Marketplace nó còn khủng khiếp hơn cả group đấy. Cái hội nhóm thì nó bị nó bán hàng trong nhóm á, nó không kiểu như bán hàng offline á. Tại vì sao? Bán hàng trong nhóm nó bị giới hạn bởi không gian và gì ạ? Và số lượng member trong nhóm đấy. Còn riêng Marketplace ấy, bạn tính toán được cái số lượng người mà target được trong cái sản phẩm bạn không? Không bao giờ.
Đó là lý do tại sao ấy. Đó là lý do tại sao mà có cái trường hợp này, đúng không ạ? Tại vì nó không bị giới hạn không gian và thời gian. Đó là cái thế mạnh của marketplace. Và marketplace admin có một cái khóa học là marketplace công nghiệp ấy. Và trong cái khóa học đó, đúng không ạ, bạn sẽ được học cái cách để làm sao chiến thắng cái marketplace này. Và đây là một trong những cái mà bạn có thể nhìn thấy này. Marketplace feedback. Ok. Tại vì không bị giới hạn không gian và thời gian đấy, nên thành ra là nó có trường hợp này xảy ra này. Đây là cái feedback mà admin chụp lại. Có cái feedback mà hơn 1.000 inbox admin không có lưu, không có biết là lưu nó ở đâu rồi nhá. Có một cái là hơn 1.000 inbox. Đây là 255 inbox từ marketplace 10, 13, 19, 20, rất nhiều nhá. Đây là inbox đó. Inbox từ marketplace đấy các bạn. Đây. Đấy. Bạn có thể nhìn video em quay lại 12 này, đấy, có thể dừng lại 12 người đúng không ạ? Có thể nhìn thấy trên này bài này 5 này, bài này 2 này. Bạn nhìn rõ chứ? Đấy, 5 người inbox này, 35 người inbox này, 35 người nhắn tin này. 35 người nhắn tin này. 6 người nhắn tin này, 24 người nhắn tin này. Đúng không ạ? Nhắn tin từ marketplace. Vì sao lại nhiều như vậy? Tại vì đơn thuần đấy là marketplace ấy, nó không bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, đúng không? Và bất kể ai ở trong một cái khu vực địa chỉ như vậy ạ, đều là khách hàng tiềm năng của mình. Đây là một kênh vô cùng khủng khiếp, hãy tận dụng nó nhé, hãy tận dụng nó. Không phải đăng vào một nick mà đăng bằng nhiều nick lên, 5-7 nick vào, bạn sẽ có được số lượng đơn khủng khiếp, đúng không ạ? Và admin làm demo nó còn ra đơn mà, admin làm demo thôi nó còn ra đơn đó, đó làm demo thôi mà nó còn ra inbox nữa cơ. Hay lắm đúng không ạ? Và hãy tận dụng nha, hãy tận dụng nó một cách tập trung. Đấy, inbox rất nhiều, hãy tập trung nó. Đây thì inbox thì khỏi nói rồi nha, vô cùng. Chốt được đơn này. Đấy, chốt đơn bình thường nha. Đấy, tin nhắn rất là nhiều đúng không ạ? Một kênh đó là rất là tuyệt. Ok, một kênh ở trên Facebook nữa mà các bạn không thể bỏ qua được. Đó là gì ạ? Đó là livestream. Và hôm rồi này thì có hướng dẫn đúng không ạ? Và có báo nói rằng đây là một số bạn hãy livestream về thời trang đi. Các bạn đang có lợi thế là nữ đấy, hay là lợi thế là ở nhà nhiều đấy, hãy livestream đi. Kể cả nam cũng livestream được. Trước đây mình còn livestream ở trong group để hướng dẫn làm affiliate á. Ổn luôn đúng không ạ? Rất là tuyệt đúng không? Đây là nói về hệ thống. Còn vấn đề về xây dựng để thành công ấy, thì chúng ta tập trung vào vấn đề về content, vấn đề về chiến lược ở một module khác đúng không ạ? Admin sẽ nói cho mình biết. Và ở đây là hệ thống kênh để xác định với nhau là chúng ta hãy làm nhiều lên. Không có điều gì nó dễ hết, không có điều gì nó dễ dàng mà chúng ta hiểu biết nó sẽ thành công, tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều rồi đó. Tiếp theo là livestream là một trong những vấn đề rất là tuyệt vời đúng không? Livestream rất là tuyệt vời luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì bây giờ lại Facebook đã ưu tiên, đặc biệt nó ưu tiên cái kênh này nhá, nó ưu tiên kênh livestream. Và Facebook nó bỏ hơn bao nhiêu ạ? Khoảng cả trăm tỷ đúng không? Và cả trăm tỷ đấy. Hồi sáng này đi mới đọc một cái bài báo, một cái video. Đó, Facebook nó sẽ bỏ ra một cái chi phí ngân sách rất là lớn dành cho những người sáng tạo, trong đó có những người làm livestream đó nhá. Đó, và một cái kênh nữa ở trên Facebook rất là tuyệt vời đúng không? Instagram đã được Facebook mua lại từ khá là lâu rồi, và đây là một trong những kênh mà quảng bá hiệu quả đấy đúng không? Quảng bá là ra tiền đấy. Đây ví dụ như đây là cái kênh mà mình đang làm, đây em đang làm cái kênh này trên Google File nhá, mình tập trung vào kênh này đấy, và đang xây dựng, đang build đoạn rất đẹp về thời trang cao cấp. Và trong này á, đó có người like lại này, có người follow này, có người like, có người follow là sẽ có người mua hàng thôi đấy, người ta follow này đúng không? Cứ làm rồi sẽ có kết quả thôi đúng không? Like follow rất nhiều đấy không? Rồi rồi cũng sẽ ra đơn, từ từ cũng sẽ ra đơn đúng không? Hãy tập trung vào nó tiền đấy đúng không? Thay vì ngồi xem một cái video nhảm nhí, thay vì chơi một cái ván game nó vô bổ, hay đăng một bài đi, vì gì ạ? Biết đâu cái bài đó có người mua ấy. Đấy là cái quan điểm của admin về admin giới thiệu, nói cho những đứa em của mình, nói cho những người mà học viên của mình đấy, là có thời gian đấy bớt xàm lại
có thời gian ấy, thì bớt làm những cái việc vô ích lại, có thời gian ấy mình đừng có tập trung đúng không ạ vào những cái thứ mất thời gian, hãy bán hàng thay vì đó đúng không, thay vì ngồi mà lan man ấy, đăng một bài trên fanpage, đăng một bài ở group đi, admin là như vậy ấy, thật sự luôn, ngày nào admin cũng đăng bài trong nhóm và đăng bài trong nhóm mình kiếm được rất là nhiều đúng không ạ, kiếm được rất là nhiều đơn đúng không ạ, mình kiếm được rất là nhiều đơn từ cái group đó, và mình bán được, bán ở trên địa Facebook này, bán ở trên địa, bán ở trên kênh Marketplace này, bán ở trên kênh Instagram này, tăng rất là nhiều, vô cùng nhiều, bạn nhìn thấy số lượng fanpage của admin là biết rồi gì đúng không, thấy cái fanpage là đủ hiểu cái quá trình mà mình xây dựng như nào rồi, đây là chưa hết đâu, cái group thì còn quá trời nhiều luôn đó, cái group thì quá trời nhiều, Marketplace thì khỏi nói rồi, rất là nhiều nick đó. Và ấy, thay vì vừa học đúng không, thay vì ngồi mà nhảm nhí, thay vì đúng không ngồi sân si ấy, thì chúng ta đúng không hãy đăng bài. Admin không có liên kết fanpage với Insta, admin bằng thẳng thì chỉ lên Instagram, và mình đang quản trị tầm vài cái, 5 7 cái Instagram gì đó, có ổn nha, và làm affiliate với quốc tế cũng ở trên Instagram, Instagram ở nước ngoài bán rất là chạy luôn nhá, anh mình lưu ý. Và khi mà bạn làm xong ổn hết rồi về content, về hình ảnh ổn tuyệt vời rồi đó, đúng không nào, bạn sẽ có thể là chạy quảng cáo SEO đúng không, SEO Facebook, và viết tiền để cho quảng cáo thực thi nhiệm vụ của mình, và đây là những cái mà bạn có thể bắt đầu từ đó, bắt đầu từ những cái Facebook cá nhân này, bắt đầu từ việc fanpage này đúng không, bắt đầu từ làm một group này, bán hàng trong những cái nhóm này, bắt đầu từ việc bán hàng trên marketplace này, bắt đầu học cách live stream chẳng hạn, nếu như không live stream thì bạn có thể đăng các cái video lên các cái kênh Facebook, ok chưa, khó ngại đúng không, bạn ngại làm video tôi bày bạn cách không ngại này, bạn có thể làm ra những cái video hướng dẫn đúng không, và cái video này á có thể đăng được trên kênh YouTube và có thể đăng được cả trên kênh gì ạ, TikTok, và đây admin đã làm này, ví dụ như vậy này, quay màn hình thôi đúng không, quay màn hình máy tính hoặc là quay màn hình điện thoại thôi, và mình tương tác với cái đối tượng khách hàng của mình giới thiệu những cái vấn đề là gì ạ, vấn đề là như là gì ạ, như là cái cách sử dụng này, hướng dẫn sử dụng này, đây ví dụ như thế này, video edit này, ở đây mình làm khá là nhiều video đấy, đây đây là cái video làm, ví dụ đây là hướng dẫn quá trình tin này đúng không nào, đây ví dụ đây, vâng tôi sẽ bảo bạn vài trong video này hướng dẫn các bạn cách để học quá trình tin, ok đây là review đúng không ạ, về quá trình, sau đó mình có thể là up lên kênh YouTube, và up lên kênh TikTok, và trên admin cũng có kênh TikTok đúng không ạ, bạn có thể là kiếm kênh TikTok của mình trên này luôn, TikTok này, TikTok, và bạn có thể kiếm Corey Marketing ở đây. Có thể là follow cái kênh này nhé. Em mình đang chia sẻ khá là nhiều cái bài ở trên này, khá là hay. Corey Marketing đây. Trên đầu. Ok, và những cái kênh, những cái video như thế này. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức blog và tư vấn chiến. Trên channel này mình sẽ chia sẻ tất cả các kiến thức về kiến thức online, về blog, ok không ạ? Affiliate marketing, những cái hiệu quả đó sản phẩm dịch vụ trên internet hiệu quả, thậm chí là kinh doanh trên internet. Ok. Bạn đang muốn kiếm tiền trên internet thì chưa biết bắt đầu từ đâu. Và trong video này không cần xuất hiện mặt, các bạn không làm, và ai cũng có thể làm được. Không nghĩ là anh em làm được. Bạn có tự tin. Nào chúng ta cùng đi tìm hiểu hình thức affiliate là cộng đồng. Ok. Và những cái kênh như vậy, những cái video này, video đầu tiên thì có hơn 700 người này,
900 người này, 995 người này, 938 này, 912, 929. Clip nào cũng gần 1000 view. Vậy là ổn, đúng không? Các bạn bảo rằng là không live stream được. Ok, các bạn có thể làm video. Đúng không? Bạn không thể xuất hiện mặt, bạn có thể làm review. Ok không ạ? Ổn đúng không ạ? Ổn. Đúng. Phải biến cái nguy thành cơ, đúng không ạ? Biến khó khăn thành cái lợi thế. Thì đó mới là cái công việc của người làm kinh doanh, làm marketing mà chúng ta đang xây dựng hệ thống trên Internet này. Đúng không? Và chúng ta phải làm. Tại vì sao bây giờ nếu chúng ta không làm thì chúng ta làm gì? Ok, đó là tất cả những cái vấn đề này là ma Facebook marketing. Bạn có thể nhìn thấy một là Facebook cá nhân này, hai fanpage này, ba group này, bốn marketplace này, năm livestream này, sáu Instagram, bảy là chạy quảng cáo. Và bạn cần tận dụng tốt những kênh này thôi. Một số cái biến thể của nó như là bản tin. Bản tin, đúng không? Livestream thì có livestream trên Facebook, livestream trên nhóm, livestream trên fanpage. Đấy. Và một cái nữa bản tin này, một cái nữa khác nữa là Messenger. Messenger là cái ứng dụng nhắn tin, bạn có thể nhắn tin cho những cái người bạn của mình ở trong này. Đây là về Facebook. Hãy tận dụng tối ưu Facebook để chúng ta kinh doanh. Và muốn kinh doanh thành công trên Facebook này phải học bằng được cái vấn đề về content và sale nó. Các kênh khác cũng như vậy. Ok, và đấy là Facebook. Đúng không ạ? Đây là Facebook nha. Tiếp theo đó là vấn đề là chúng ta hãy tập trung vào những kênh và thương mại điện tử. Ok, và trong thương mại điện tử này á, admin sẽ chia nó ra thành nhiều thứ. Đặc biệt trong thương mại điện tử thì dễ nhìn nhất và trực quan nhất với chúng ta. Đúng không? Ai cũng biết. Các bạn biết là gì không ạ? Comment thử xem nào. Đúng không? Thương mại điện tử bạn nói ra những cái kênh mà gọi là thương mại điện tử cho admin biết nào. Và đây là những thứ mà các bạn biết đầu. Ok. Rất nhanh đúng không ạ? Shopee. Tuyệt vời. Đúng không nào? Chính xác. Đúng. Chính xác. Là. Còn gì nữa? Tiki Lala sen đỏ, đúng, chính xác. Các bạn rất hay đấy, đúng không? Và ai cũng biết, nhưng mà tất cả cái vấn đề là như này này. Ai cũng biết, nhưng mà cái người làm ít lắm. Đó là bạn luôn, chúng ta không làm. Và chắc chắn rằng đối thủ của chúng ta sẽ làm và nó sẽ thành công hơn mình. Ok, trong thương mại điện tử, nó sẽ gồm Shopee, sen đỏ, Tiki, Lazada, đúng không? Chợ tốt, chợ mua bán sỉ, mua bán sỉ, bán sỉ, đúng không? Những cái platform có chức năng đăng ký account, đúng không? Đăng ký account và cho phép list sản phẩm lên, cho phép list sản phẩm có nghĩa là đăng sản phẩm lên, list có nghĩa là đăng sản phẩm lên để bán. Thì đấy là những thứ gọi là thương mại điện tử. Ok, và chợ tốt là một trong những kênh cực kỳ hiệu quả trong vấn đề về bán lẻ. Còn các cái kênh Tiki Lala Sen Đỏ này ấy, nó là cái sàn thương mại điện tử. Và đây là những cái kênh chúng ta nên làm. Và bạn hỏi rằng là có nên nhảy vào sàn thương mại điện tử ngay không? Ok, cái nào dễ thì chúng ta làm trước. Và chắc chắn rằng đấy, em đi tin chắc rằng trong cái quá trình mà mình làm á, người xây dựng hệ thống kênh á, thì việc mà chúng ta xây dựng hệ thống kênh thì luôn luôn có thời gian dư để chúng ta làm việc linh tinh. Thay vì thời gian làm việc linh tinh, hãy học cách để chúng ta đăng lên một cái bài lên những kênh này. Shopee Sen Đỏ là những kênh nên làm trước, tại vì nó rất là dễ. Chợ tốt là những cái kênh mà có thể làm ngay lập tức. Shopee Sen Đỏ là hai kênh dễ làm, hiệu quả cao, cực kỳ cao. Và chúng ta nên làm để gì ạ? Để có một cái tư duy nữa là tư duy phát triển hệ thống kênh. Đúng chưa ạ? Hãy nhớ rằng đây là hệ thống kênh, học về hệ thống kênh chứ không phải học về kênh Facebook hay là kênh market. Hệ thống kênh là một cái quá trình xây dựng, đúng không ạ? Lâu dài và bền bỉ. Nhớ nhá. Và không phải là lúc nào chúng ta cũng đăng. Đúng không? Và chúng ta cần phải đăng lên để chúng ta bắt đầu tối ưu và chúng ta làm từng bước một. Hãy nhớ lại cái câu chuyện của admin. Chúng ta sẵn sàng để làm thuê vài chục năm, nhưng mà chúng ta không bao giờ để bỏ quá, thậm chí là 3 tháng, chứ đừng nói là 3 năm để chúng ta làm cho mình. Nếu bạn làm ở một cái kênh nào đó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ có những thành công. Bạn ao ước giống như bạn đi ngô ở trong nhóm VIP, nhưng mà chúng ta không làm. Chúng ta không học, chúng ta không làm. Ngay kể bản thân tôi nói các bạn ở đây, nhưng mà tôi không làm, tôi sẽ không bao giờ được. Đúng không? Tôi nói thì tôi cũng không bao giờ được. Còn là anh em mình làm, anh em mình sẽ hơn tôi rất nhiều. Chưa chắc tôi đã người giỏi nhất, tôi không phải là người giỏi nhất. Tôi cũng không phải là người có kết quả to nhất. Có những người trong đây giỏi hơn tôi và nhiều tiền hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên là chưa chắc các bạn đã biết những kiến thức của tôi và những cái tư duy này.
Ủa còn những cái tư duy bên cạnh đấy nữa. Ok, tức là một cái kênh kênh nữa đó là gì ạ? Social network. Social network là những cái kênh mà vừa xong admin chia sẻ cho bạn, nó không nằm ngoài Facebook và thương mại điện tử, đó là gì ạ? YouTube này đúng không ạ, đó là TikTok này đúng không ạ, đó là Twitter này, Twitter này, đó là Pinterest này, đó, Pinterest này đúng không, rồi đó là gì ạ, Tumblr vân vân, LinkedIn. Các kênh social network nó có ý nghĩa trong vấn đề về sale và phủ sóng kéo phễu cho mình đó. Như là vừa xong ấy, Instagram cũng là một trong những kênh gọi là social network đấy. Đấy, nhưng mà Instagram nó thuộc cái phạm trù của phòng Facebook đúng không ạ, nó sẽ không kéo phễu tốt đúng không, nó kéo kéo phễu rất là tốt nên là admin xếp luôn nó vào trong Facebook. Còn trước đây ấy, nó là một trong những kênh mà social mà tất cả những MMO, những cái bạn mà làm quốc tế chạy bật, các bạn cứ xem bất cứ cái video nào hay là cái giới thiệu nào của những cái người mà làm affiliate quốc tế đấy, thế giới ấy, nó cũng đều sử dụng kênh Instagram. À, rất là hay ở nước ngoài, đặc biệt là châu Âu, châu Mỹ nó rất là thích cái Instagram này. Ở Việt Nam thì mình thích Facebook hơn. Đấy. Và sau này á là bây giờ là TikTok. Đó là lý do tại sao mà em đi làm kênh TikTok như thế này. Đấy, TikTok nha. Không phải đơn giản đâu, đúng không ạ? Tiền tấn đấy, hãy tập trung vào nó. Hãy nhớ rằng, đúng không ạ? Hãy cố gắng làm. Đây là cái social network và một cái hệ thống kênh thứ tư. Hệ thống kênh thứ tư đó là hệ thống kênh của bản thân mình, đó là website và blog. Hãy dành một cái khoản tiền để đầu tư cho cái website blog, và admin có hướng dẫn làm blog ở website miễn phí đúng không, miễn phí về phí đào tạo đấy, phí hướng dẫn cơ bản và mình đầu tư về hosting và tên miền là có thể làm ra được một cái website như thế này, và admin kiếm khá là nhiều tiền từ những cái website như thế này đúng không, thì bán sản phẩm của chính bản thân mình đấy. Và đây là blog của mình này, đây là blog của mình này, với đào.com, bạn có thể đọc được những cái bài viết của admin ở trên này đúng không, và mấy này thì admin lười làm viết bài, trước đây thì viết là rất là chăm đấy. Đây là blog của mình nhá, đấy, kiếm tiền mồ covid đấy, call center là gì này đấy, 5 cách 10 cách có đơn này đấy, phễu marketing này đấy, marketplace này, rất là nhiều bài trên này đấy đúng không, và cái blog này admin đã kiếm cho mình không biết là bao nhiêu tiền. Đây là những cái bài mà ở trạng thái bạn có thể nhìn thấy, có những cái bài bạn không nhìn thấy, chỉ có khi mà bạn tham gia cái nhóm này nhóm kia đúng không ạ, lang thang chỗ này chỗ nọ, bạn sẽ nhìn thấy cái mật khẩu để tham gia những cái bài viết mà nó có mật khẩu đúng không, và đặc biệt là bạn muốn nâng cao cái trình độ á, bạn gõ từ chat vip ở trong cái kênh blog của admin và đọc từ chat vip 1 đến chat vip thứ bao nhiêu đấy, kiếm cái chat vip 1 đọc đọc hết cái bộ chat vip này ạ là bạn đẳng cấp đấy. Đấy, chat vip 1 này không khó để có diện khách hàng. Đây này, cái bài đầu tiên này không khó để có một tệp khách hàng đúng mục tiêu khi chơi Facebook. Chat vip 1. Đấy. À, chơi nhưng mà ra tiền đúng không ạ? Có một tút đối với những người xung quanh kinh doanh này. Đây này, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những bài như thế này đúng không? Livestream rất là dễ thấy những bài như thế này đúng không? Nhóm được gợi ý. À, và gì trong này, người ta đây là những người thường xuyên mua hàng online này đúng không, và đây là khách hàng tiềm năng mà chúng ta mới bán sản phẩm tương tự đấy, và những cái người like, những người bình luận này hay kết bạn với họ chắc chắn rằng họ sẽ là người mua hàng trong tương lai của mình. Và cái tip tip này á, chăm làm thì mới có ăn đúng không ạ, không 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 gì đơn giản, và cứ làm đi rồi có, bạn nên nhớ rằng không có gì vội đâu, không có gì nhanh hết đúng không, không có gì vội vàng này cả đâu, đơn nhiều lắm đấy đúng không ạ, kết bạn với những người này đơn nhiều lắm đấy, ví dụ như cái tip này cũng như vậy. Cái này tìm kiếm với đối thủ của mình, kết bạn hàng loạt đúng không, kết bạn hàng loạt thì là đừng có bao giờ làm được đấy đúng không, rồi sẽ toi chết đấy. Bây giờ nhá, cái tip này này admin sẽ kiếm ở trên new feed của mình những cái bạn mà đang bán thời trang đó, đây rất là nhiều bạn đang bán thời trang, ok, rất là nhiều bạn đang bán thời trang, thậm chí là có những bạn đang chạy quảng cáo. Thì bây giờ giả sử như là cái admin đang bán về thời trang nhá, bây giờ tôi sẽ kiếm một cái ngách ví dụ như là về thời trang, tôi kiếm được cái thời trang nữ chẳng hạn, tôi kiếm một cái đối thủ của mình đây có hơn 2,2 nghìn người follow, và đây người ta bán váy theo đúng cái sở thích
đối tượng của mình. Ok, một cái tip đơn thuần. Ok, và chỗ này là có hơn 30 like. Và đây chắc chắn rằng ấy, là cái người mà thiết cái bánh này thì chủ yếu là nữ đúng không? Và chúng ta có thể follow những cái người này. Ok, và khi đó sẽ có một cái lượng follow tương tác ngược lại với mình. Thì cái lượng follow đó, đó là khách hàng mục tiêu của chúng ta. Và cái bí quyết ở chỗ này là gì? Cái tip ở chỗ này là gì? Có vô vàn thủ thuật và gì ạ? Mánh khóe thủ đoạn để trong quá trình mà làm marketing online đúng không? Và có cả tool liên quan đến vấn đề follow ở trong Instagram này nữa đấy. Đâu để mình không làm đúng không? Cái tip là gì? Tip á, là có rất là nhiều bài bot. Nhưng đâu là bài bot? Là khách hàng mà ngay lập tức đúng không ạ? Thì đó là bài bot gần đây. Và bài bot đó ngay lập tức có số lượng người follow. Đấy, đấy là khách hàng tiềm năng. Chúng ta hãy follow những người mà vừa like cái bài này, đúng không? Thì người ta like lại đấy. Người ta like lại thì đó là gì ạ? Đây ví dụ như là này. Cái trang ấy không? Những cái trang đúng không? Cái trang mà nó kiểu kiểu như thế này, đúng không? Thì trong này nó có rất là nhiều bé ô mai, thảo mai ở trong này, thỏ mai trong này thì ô mai nào rồi cũng sẽ lớn thôi, ô mai nào đúng không ạ, rồi cũng sẽ mặc váy rồi là mặc đồ thôi, đúng không? Cháu nào rồi cũng sẽ mặc đồ của chú thôi, đấy, chú sẽ follow các cháu. Đấy, nữ là follow thôi. Tại vì sao? Đấy, lại hả? Một ngày đúng không? Rảnh đúng không? Thay vì sân si, thay vì đăng những cái mớ vạ mớ vẩn lên đấy. Đây này, đúng không? Kiếm tiền đây này. Đấy. Kiếm tiền đi. Đấy, đúng không ạ? Đơn thuần lắm anh em ạ. Nó không có gì tư duy khó ở trong đấy. Chẳng qua là chúng ta một là không biết, hai là chúng ta không có thực chiến rồi. Đó. Và quá trình mà quay lại profile ấy, đây là kết quả. Đây mình xem kết quả nha. Đấy. 11 giờ trước này follow mình này. Đấy chưa ạ? Tự follow mình nhá, mình không có follow bạn. Ok chưa ạ? Đấy. 17 giờ trước này. Đúng không ạ? Một ngày trước là like hình của mình này, đúng không? Tuyệt vời không ạ? Đấy, like quá trời luôn. Đó là khách hàng tiềm năng đấy, đúng không ạ? Đấy là khách hàng tiềm năng đấy. Mà hình này up lên có 4 người follow, đúng chưa ạ? Và bây giờ mình lại chăm sóc. Đấy, mình lại chăm sóc khách hàng của mình, đúng không ạ? Khách hàng VIP của mình, rảnh, đúng không ạ? Thay vì ngồi chén gió vớ va vớ vẩn linh ta linh tinh, đúng không ạ? Đăng một bài lên trên Instagram. Đấy, Instagram này. Rồi, đâu ta? Center, ảnh thời trang cao cấp, vô ảnh vô cùng nhiều. Đấy, biết đăng một cái bài xinh lên. Đây, thật khác. Bây giờ khác thần ở trong này không có đúng không ạ? Qua Facebook, đúng không? Qua Facebook nha. Kiếm thời trang, ví dụ như là váy xinh, đúng không? Này việc mà đăng nó quá nhàn, đúng không? Thật sự là nhàn luôn á. Kiếm xem là đối thủ, đúng không? Đối thủ Daisy gì đấy. Đây hàng này bán váy nhiều này. Đấy. Đang tuyển tập các kiểu đây. Bây giờ á, mình chọn cái content phù hợp với mình. Váy xinh gì đấy. Váy đâu rồi? Kiếm cái váy một cái nhá. Đây, váy đây rồi. Ok, cho tớ mượn cái content của bạn một tí nhá. Mình qua bên này Ctrl C, mình Ctrl V, thêm hashtag vào đó. Đôi khi đấy, đúng không? Bán hàng kinh doanh đấy, đúng không? Mình sáng tạo đấy, đúng không? Ngồi nghĩ biết làm gì, đúng không? Trong khi đó ở chỗ này nó rất là ổn rồi, đúng không? Thay đổi lại cái chỗ này lại thành cái tên shop của mình. Đây tên shop này, đúng không? Đó. Ấn tượng, đúng không? Với thiết kế trang nhã chẳng hạn, với thiết kế tinh tế đấy, phần nhúng tay bèo gì đấy, đây mình không tay bèo đi gì ạ, mình có cái tư duy ngay chỗ này đúng không ạ, với thiết kế tinh tế đấy, giúp tôn vòng một của các cô gái à, rồi hợp lý đúng không, tôi chẳng biết gì đấy, đúng không ạ, xóa cái này đi, cách xuống ngay đúng không ạ, à, tôi là gì ạ, nếu mà đúng không ạ, nếu yêu cho shop nhé, shop nhé, trái tim của Pháp đấy, đúng không? Tôi làm tôi bán đồ toàn đồ nữ rồi, chẳng ai biết thật sự luôn, viết content còn mặn mòi hơn là những bạn nữ luôn đấy, đúng không? Kiểu như là tin vào đấy, thời trang cao cấp, đấy, máy xinh chẳng hạn,
nhiều đúng không? Thay vì sân si đúng không ạ? Vô tình một ngày nào đó tự nhiên ngủ dậy, bạn ơi váy này còn không, cho mình báo giá cho mình với. Ok, tự nhiên đâu trên trời rơi xuống ai đó tặng cho mình đúng không ạ? Không có món quà, không có vị thần nào tặng tiền cho mình đâu, đúng không? Những thứ mà miễn phí trên trời rơi xuống chỉ có cái chim thôi, đúng không ạ? Cái hashtag thì mình có thể tự lấy chứ, váy xinh này, váy đầm đó, các thứ đúng không? Mình có thể tự lấy chứ. Và đấy, thế là mình có, đúng không? Mình có một cái kênh đấy, lại có thêm một cái feedback, một cái bài viết lên trên này bao nhiêu giây ạ? Và đến bao nhiêu giây ạ? Bao nhiêu giây cho một cái bài viết này? Cực kỳ nhanh, đúng không ạ? Cực kỳ nhanh luôn á. Copy content này, đúng không ạ? Lại copy content này nữa, qua trên fanpage đăng nữa, rồi là đăng lên trên marketplace nữa. Bớt sân si và chúng ta tập trung vào vấn đề của mình đi, đúng không ạ? Bớt sân si và tập trung vào vấn đề đi. Đấy, đó là cái câu khẩu quyết nhớ nhé. Nên quá trình mà admin buồn ấy, đăng bài, đúng không ạ? Vui, đăng bài, đúng không ạ? Thất tình, đăng bài, đúng không ạ? Đấy, kiếm được tiền, đăng thêm bài, đúng không? Cứ thế thôi, đúng không? Tập trung vào vấn đề của mình. Các ông lan mà ông chẳng bao giờ có gì thẳng thắn với các ông là như vậy luôn. Đấy, đấy là vấn đề, đúng không? Rồi, quay lại vấn đề. Làm một cái blog, đang nói về vấn đề blog nha. Đang nói về vấn đề là ở cao đọc cái phần trang VIP của IP. Ở trang VIP trong đấy giới thiệu. Trang VIP là những cái đoạn chat được nói chuyện trong VIP. VIP team, và trong VIP team là thơm lĩnh, đúng không? Và được chia sẻ rất là nhiều kiến thức này. Đó, content là vấn đề trong cực kỳ quan trọng trong marketing này. Đây này, content. Content xây dựng Facebook này. Và content phải làm gì này? Content để giới thiệu sản phẩm này, những dạng content, những dạng nội dung nhá, nội dung của content. Tại vì sao lại như thế này này? Trong kinh doanh với anh mình làm á, mình nói rằng là em làm nếu mà không có kết quả, tại vì chúng ta không hiểu content, nội dung á. Nội dung nó gồm hai phần. Nội dung á, nó sẽ gồm là gì ạ? Cái ý kiến thể hiện ở trên một cái chất liệu trên internet và chất liệu truyền đạt, đúng không? Ở ngày xưa đấy, không có giấy ấy, thì người ta khắc lên trên đá, sau này người ta sáng tạo ra tre, sau này người ta sẽ sáng tạo ra giấy. Đó. Và trên internet có các cái dạng để truyền các cái thông điệp, đó là dạng chữ, đây là dạng chữ này, dạng chữ này, được chưa ạ? Cái dạng truyền này, đây là dạng hình ảnh này, được chưa ạ? Cái dạng truyền đạt, đây là dạng video này, được chưa ạ? Được chưa ạ? Là ba dạng truyền đạt. Còn nội dung của trong cái bài viết truyền đạt đó, đó mới là content, đúng không ạ? Và cái content mà bản chất ở trong đó là, một đấy là chúng ta làm cái content để giới thiệu sản phẩm, hai là làm review, đánh giá, giới thiệu sản phẩm là hôm nay mình sẽ giới thiệu, ok xin chào tất cả các bạn nha, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết là gì ạ, cái visa và cái visa này á nó được làm từ da bò hoặc là ra PU gì đấy, ok. Còn dạng review là gì ạ? Ok, xin chào tất cả các ông nhé. Hôm nay tôi sẽ review cho các ông một cái sản phẩm mà tôi cảm thấy nó cực kỳ tốt và tôi đã sử dụng cái sản phẩm này hơn một năm rồi, nhưng mà bây giờ nó nhìn như mới. Và đây là cái ví mà tôi mua bằng da bò ở cái shop của ông Quyết, ông admin ở Forex Center. Và cái ví này thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có một ngăn và trong này có để được cái thẻ, đúng không? Thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng và bằng lái xe. Tuy nhiên rằng nó cực kỳ mỏng và cực kỳ xịn luôn, hầu dùng một năm nhưng mà vẫn như mới. Thì dạng này là review, đúng không? Dạng review này nó như là một cái cách feedback. Đó, đây là content feedback này. Đấy. Hai nữa là ví dụ tôi là admin ở trong Forex Center, tôi review cho bạn một cái sản phẩm, tôi là người có ảnh hưởng trước một cái cây OL nho nhỏ, đúng không? Và hôm nay đúng không, bạn đăng bài là bán cho tôi cái, ví dụ như là bán cái sản phẩm mà ví dụ như tôi đang thích về cái sản phẩm giảm cân chẳng hạn, hay là thực phẩm chức năng gì đấy liên quan đến vấn đề bổ máu não gì đấy, đúng không? Thì các bạn đăng bài lên, đúng không? Bạn giao hàng cho tôi, bạn chụp hình tôi phát đăng lên, đúng không ạ? Hôm nay giao cho admin Forex Center, đó là gì ạ? Sử dụng người nổi tiếng, gọi là KOL đấy, KOL nho nhỏ, đúng không? Nếu như bạn mời được Sơn Tùng mua cái sản phẩm của bạn ấy, thì tuyệt vời. Mời được Ronaldo ấy, mua sản phẩm của bạn thì bá đạo luôn, đúng không? Người ta ước tính rằng ấy, là một bài của Ronaldo lên là ước tính là khoảng tầm 10 tỷ đến 20 tỷ một bài người ta đang lên ấy. Ronaldo ấy, tại vì hơn 140 triệu follow trên kênh fanpage ấy, đúng không nào? Đó, hai nữa bạn bây giờ là trong một cái giới chuyên gia về đồ da chẳng hạn, đó, kiểu như là nhà thiết kế gì đấy,
thì đó là gì ạ? Sử dụng chuyên gia trong content, đúng không ạ? Tiếp theo là sử dụng những cái lời khen, ok mình nhận hàng rồi nhé, sản phẩm tốt lắm, đẹp lắm, tuyệt vời lắm, đúng không? Đó là content. Tiếp theo là bán hàng, đúng không? Nó phải có chiến lược, chứ mà bán không đơn thuần, đúng không nào? Ừ, chị mua cái này của em đi, em bán cái này cho chị có 300 thôi, nhưng mà cái shop nó cũng giống hệt cái sản phẩm này của em, nó bán tận 550 cơ. So sánh, đúng không ạ? Nâng đối thủ lên, nhưng mà gì ạ? Làm người khác mua hàng của mình, đó là content trong marketing, đúng không? Và cái chat clip này các bạn đọc, đúng không? Trên đây cái blog này rất là nhiều cái chia sẻ hay, đúng không? Có nên chạy quảng cáo hay không này, content trong digital này. Ok, các bạn thấy hay không ạ? Bạn thấy nãy giờ này mình chia sẻ có hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Hay thì khen một câu nào, lấy động lực nào. Hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Muốn chia sẻ tiếp không ạ? Tuyệt vời không ạ? Hãy cố gắng, đúng không ạ? Chúng ta học rất là nhiều, còn rất là nhiều thứ để chúng ta học. Tuyệt vời không ạ? Và đấy, kinh doanh là như thế, đúng không? Và xây dựng kênh, chúng ta nắm được xây dựng kênh về chúng ta phát triển content trong hệ thống kênh. Hệ thống kênh nó như là ngôi nhà của mình, các cái kênh nó như là các cái cột đó. Content đó là gạch vữa, đúng không? Các vấn đề về hình ảnh, nội dung, giá trị nó giống như là vật trang trí đó. Nó phải đẹp, nó phải chất, nó phải hoàn hảo, nó phải tuyệt vời, nó phải làm cho người khác thốt lên rằng tuyệt vời quá. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải xây dựng và chúng ta phải học, đúng không nào? Và chắc chắn rằng nó không dễ, nó không dễ. Nếu mà dễ thì ai cũng giàu. Tuy nhiên rằng ấy, tôi biết chắc chắn rằng ấy, ít thằng làm được lắm. Nhưng mà sau này mình nói rằng là đối thủ, nhiều loại đối thủ. Có những người ấy, gọi đối thủ cho oai thôi, nó không xứng đáng làm đối thủ của mình. Tại vì nó quá gà gà hơn cả mình, cái đối thủ cái gì, đúng không nào? Đối thủ phải là những người xứng tầm chứ. Đấy, mà chúng ta làm để thằng khác bắt chước, chứ không sợ thằng khác bắt chước mình, đúng không? Không sợ mình á, mình không sợ là bắt chước, đúng không? Trước khi á mà mình làm ấy, mình phải bằng cái thằng cao thủ nhất, đúng không? Mình phải làm cho thằng khác bắt chước chứ, không phải sợ nó, đúng không? Nó bắt chước mình thì luôn luôn nó đi sau mình, bao giờ, đúng không? Bao giờ nó mới gì ạ? Bằng mình được, mình thoải mái tự tin, đúng không ạ? Không bao giờ, đúng không? Không có việc gì phải ngại, không có việc gì mà phải lăn tăn, đúng không ạ? Không việc gì phải lăn tăn cả. Đấy, chúng ta cứ tập trung làm, chúng ta cứ tập trung làm là chúng ta sẽ được thôi. Chúng ta tập trung làm là chúng ta sẽ được. Đấy, đấy là cái mà mình muốn chia sẻ cho chúng ta biết nhá, là cái mà mình đã là trong thời gian tới này chúng ta nên tập trung vào vấn đề gì, trong thời gian tới này chúng ta nên nghiên cứu vấn đề gì. Đấy là những cái mà mình hãy xác định với nhau như vậy. Ok. Và bây giờ các bạn muốn nghe chia sẻ tiếp không ạ? Nghe chia sẻ tiếp không ạ? Ok, tiếp tục nhá. Và học về tương tác. Nghe tiếp không ạ? Hay là thôi kết thúc nha. Okay. Tiếp tục nào. Đấy. Trong cái module này chúng ta sẽ học về vấn đề về xây dựng phát triển kênh. Đúng không ạ? Các module khác hay mình lên nghiên cứu thêm ở trong các cái module khác nhá. Còn nếu mà để học nói về kinh doanh ấy thì học một tuần, đúng không ạ? Vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm thì mới học hết được. Vô cùng nhiều thứ. Ok. Về tiếp theo, cái website này á, nó sẽ có những cái web, đấy là dạng blog, hay là cái dạng như là dạng bán hàng, như là mình xây dựng cái thương hiệu Amazing Shop ở bên này, đúng không ạ? Mình có thể xây dựng thương hiệu shop ở trên cái kênh này, và mình xây dựng cái thương hiệu đó ở trên Facebook luôn. Đấy, Amazing Shop, mình đã xây dựng nó. Amazing Shop. Đây, rất là nhiều trang này, đúng không ạ? Còn nhiều trang nữa mình đang đăng lên. Đấy, đây là Yến Đồ Nam này, Moving Shop. Đây,
rất là ok đúng không ạ? Đấy, trang mà mình đăng lên thì đây mình sẽ tạo ra một cái trang đấy rất là đẹp đúng không? Đây là cái trang web của riêng mình đúng không? Mình đăng lên mình bán những sản phẩm này, bán thêm những sản phẩm này nữa shop đấy, thêm những thời trang ở trên này, đăng lên trên này rất đẹp. Đây là thời trang cao cấp này đó. Đấy, thoải mái tự làm được một web như này bình thường đơn giản lắm đúng không? Khoảng tầm 50-70 đô thôi, tầm khoảng 100 đô là chúng ta làm được rồi. 100 đô 2 triệu là chúng ta tự làm một cái web chất luôn. Còn blog thì rơi khoảng tầm 50 đô, và chúng ta mua cái web lớn, mua một cái hosting lớn là chúng ta làm được rồi. Hosting năm đầu tiên có 50 đô thôi đúng không? Để mua cái tên miền 10 đô 9 đô mấy nữa hay cho bán tuyệt vời không ạ? Domain ly. Và cái website này được một cái đặc điểm là chúng ta có thể bán đồ cao cấp, bán đồ trung cấp đấy. Đây là đồ trung cấp này đúng không ạ? Đây là cái đồ trung cấp này đấy, các sản phẩm trung cấp này. Dưới nữa đây là chúng ta bán những sản phẩm bình thường, áo hoodie các thứ đúng không ạ? Và nó rất là ổn luôn, nó rất là ổn luôn. Đây là ok, đấy là những cái đúng không? Ở đây có những cái áo crop top mình chia theo danh mục nữa, mình có thể bán ở đây và mình giới thiệu cho bạn. Cứ bạn muốn mua cái gì đó lên đây ủng hộ tôi nhé đúng không? Giá cực kỳ rẻ và sát phạt luôn, giá chiến đấu luôn đúng không? Giá khô máu đấy, lên trên này bạn có thể lên cái site web của mình để mua, hoặc là xem, hoặc có thể mua trên fanpage, hoặc là có thể mua trên Shopee, trên Shopee Buying Shop đúng không? Và mình làm một cái kết cấu thương hiệu, mình xây dựng brand, mình xây dựng brand đấy, mình xây dựng brand lên thì rồi sớm muộn thì chúng ta có đơn, nhưng mà hệ thống kênh là như vậy đấy, 85 đơn 115 đúng không? Chúng ta làm đủ kiểu lên đúng không ạ, bút biết các kiểu đúng không ạ, rồi cũng sẽ có kết quả thôi đúng không ạ? Và cả một hệ thống này thì gọi là hệ thống digital đấy, gọi là hệ thống marketing đấy. Đấy, chúng ta trang trí shop để cho nó có thêm, không là nó rất là gì ạ, nó sẽ là uổng trong cái vấn đề về các cái sản phẩm bán chạy bên này nó không có xuất hiện thì rất là khó để chúng ta đúng không ạ? Sản phẩm khác ở shop này chúng ta không làm nó sẽ không hiện mấy cái này lên đúng không ạ? Không hiện mấy cái này lên chúng ta sẽ rất là khó để cạnh tranh đấy, tuyệt vời đúng không đấy, người ta mua tuyệt vời thoải mái luôn đấy. Shopee, fanpage, Instagram, website, một hệ thống kênh chưa, và cứ vậy mình build thôi cộng với chiến lược các hệ thống kênh này. Và bây giờ vấn đề là chúng ta hãy tập trung vào vấn đề gì? Tập trung vào vấn đề gì? Vấn đề trong marketing kênh, cái hệ thống kênh này ấy là cái vấn đề là chân ái đấy đúng không? Chân ái đấy, kể cả TikTok đúng không? Social network này mình cũng xây dựng kênh nhá, ao thu phản quang. Trong TikTok này ao thu phản quang các bạn có thể là TikTok này. TikTok. Story nhé, thời trang story. Đây, thế giới thời trang story đây, kênh TikTok của mình nhé, bạn có thể xem cái kênh TikTok của mình. Đây là hệ thống xanh. Ok không ạ? Okay. Và đây là một trong những kênh mới build đúng không ạ? Kênh này lâu rồi bỏ. Còn là nếu mà kênh đúng vào trong những thời gian khung giờ chuẩn đấy, bạn sẽ có cực kỳ nhiều view luôn, bao nhiêu view luôn. Sau đó là đổ kênh này về trong đây, nó có cái link này, bạn thấy link, cái link ạ, click vào link này ấy, nó sẽ dẫn đến trang fanpage của mình. Đó. Trong trang fanpage này chúng ta sẽ chốt sale, hoặc chúng ta sẽ dẫn về kênh Shopee của mình và chúng ta sẽ chốt sale trên Shopee đúng không ạ? Đấy, có rất là nhiều kênh ở trong Fori thì có rất là nhiều khách hàng để chúng ta làm mà đúng không nào, chúng ta làm thoải mái luôn. Đấy, thì chúng ta tập trung và chúng ta làm thì kết quả nó sẽ tới thôi. Ok không ạ? Tuyệt vời không ạ? Bạn thấy sao ạ? Bạn cảm thấy cái kênh, hệ thống kênh này nó tuyệt vời không ạ? Và hệ thống kênh này chúng ta cứ tập trung vào vấn đề là một là phát triển content cho nó. Đó. Phát triển content cho nó. Nội dung đó là chúng ta tập trung vào những cái hình ảnh đúng không? Tập trung vào những video chất lượng,
tập trung vào những cái bài viết chất lượng, đúng không ạ? Và chúng ta chia sẻ nhiệt tình. Đấy là chúng ta sẽ target được cái số lượng bán gì ạ? Người mua bán lẻ rồi. Thì ngoài ra đối tượng khách hàng của chúng ta ấy, một cái vấn đề này mình cần xác định đối tượng khách hàng. Bản thân là chúng ta đang xây dựng hệ thống kênh đấy là chúng ta tập trung vào đối tượng bán lẻ. Đôi khi rằng ấy, chúng ta tập trung quá vào bán lẻ chúng ta đó, anh em không bán được. Ok, đồng ý không bán được. Hãy làm điều này nhé. Tuyển một đội nhóm cộng tác viên và bắt đầu chia lợi nhuận cho họ. Và đó thay vì là 100 thì chia lại cho họ. Mày bán được cái này 200, anh sẽ cho mày 50. Đó. Còn lại chi phí ship anh lo. Ví dụ như vậy. Trời ơi, tại sao mà không bán được, đúng không? Làm sao không bán được được? Bạn vào trong cách thời trang này, anh Minh chỉ cho này, cách thời trang nhé. Vào trong áo này, áo này, vào kiếm áo hoodie này. Nhìn cái áo hoodie nhá, nó có 109.000, đúng không ạ? Có những cái áo bên này, áo hoodie nó còn rẻ hơn nữa, 89.000, 94.000 chờ ạ. Áo đẹp, rất đẹp luôn, bán ok luôn. Bán 200.000 một cái áo nó quá rẻ luôn. Mà tuyển 500 anh em sinh viên học sinh vào đây bán cho mình, đúng không ạ? Bán cháy, bán cháy hàng luôn, đúng không ạ? Bảo 200.000 mà cho 50.000 thôi, sướng quá đi, không có làm gì. Và chỉ cần ngồi chết đơn thôi, nó sẽ PR chết, đúng không ạ? Chết bỏ cho mình luôn. Và vấn đề là mình phải hướng dẫn cho nó những kênh marketing mình không làm được, không phải là thế mạnh của mình. Đôi khi tôi không phải là người thế mạnh, tôi là người hướng dẫn và chỉ đạo được. Nhiều khi mình chẳng lẽ mặc cái váy này để quảng bá hay sao, đúng không? Hay là mặc cái áo này để mà quảng bá, nhưng mà mình kiếm cái người phù hợp. Anh cảm thấy em là có cái tố chất về thời trang đó, và anh cảm thấy rằng là anh đang thiếu cái người mà làm thời trang này. Anh bây giờ chỉ đăng bài bình thường thôi, anh không có cái người mà đăng bài bài bằng cái người thật đó để làm feedback, rồi là để làm, nếu mà em không ngại thì có thể làm mẫu cho anh, ví dụ như thế. Anh sẽ gửi ảnh rồi là anh sẽ gửi trang bị cho em, rồi những cái thiết bị dụng cụ cơ bản, rồi là những cái mẫu cho em, rồi chụp xong rồi gửi lại anh. Trời ơi, làm sao mà nó từ chối được, đúng không? Lại bán cho mình nữa, mình sẽ gì ạ, sẽ có đơn. Đó là cái tư duy, đúng không? Hay tuyển cộng tác viên, đôi khi chúng ta tập trung bán lẻ không được, có duyên với cộng tác viên, giàu với cộng tác viên đấy các bạn ạ. Tôi là có duyên với cộng tác viên lắm luôn đấy. Cứ xây dựng đội nhóm lên, bán chỉ người ta hàng, chia cho người ta lợi nhuận. Thậm chí anh em mình ở đây là làm dropship, nên tôi không ngại chia sẻ. Làm dropship là cái tiền lãi là má gì không ra rồi, đúng không? Lãi quá lãi rồi. Ủa, lãi từ 50-100 chia đôi cho nó bán cho mình, đúng không? Mình check đơn, mình chốt, mình cũng không có mất cái gì cả. Mình có vốn, nó có công, ok. Đôi khi mà không ăn nữa thì là mình tập trung xoay vào sỉ. Tại vì hệ thống kênh mình mạnh rồi, hệ thống kênh mình mạnh rồi thì mình PR lên là ừ, bây giờ hiện tại là mình có một cái ngách mà bán hàng có thể được bán đa kênh, và mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng hệ thống đa kênh giống như mình. Bản thân mình đôi lúc có thể nó không có duyên, tại vì internet nó rất là nhiều điều nó thú vị và chúng ta không giải thích bình thường được. Có thể là cái nick Facebook trước khi mà bị mất ấy, Facebook nó tương tác cực kỳ tốt luôn. Sau khi mà mất Facebook và lập lại Facebook á, nick Facebook đó cũng bạn như vậy, nhưng mà đăng bài người ta không thấy. Bao giờ bạn chưa gặp cái trường hợp đó chứ ạ? Bạn có lẽ bao giờ bạn gặp trường hợp đấy chưa? Có không ạ? Nếu mà có thì bạn bảo có đi ạ. Cái này ngồi trên này ngồi đấy. Có không ạ? Anh em mình có cái gặp trường hợp đấy không? Có không ạ? Có những cái mà nó không có tương tác, đúng không? Không tương tác, đúng không? Và chúng ta buộc phải, đúng không? Chúng ta buộc phải thay đổi những cái chiến lược của mình, đúng không? Thì đối tượng khách hàng nó là ba đối tượng. Và hệ thống kênh này bạn nhắm đến đối tượng nào, nếu mà không ổn ấy, thì hãy xoay sang đối tượng khác. Đôi khi cái số của bạn ấy, đó là cái số con buôn, bạn phải làm sỉ nó mới giàu được. Bạn chỉ cần lãi 1, 2.000, 5.000 một cái sản phẩm thôi, bạn không thể lãi như là bán lẻ kiểu như bạn lãi mấy trăm nghìn được. Thật sự á, đôi khi bạn là cái gọi là gì ạ, cái số phận sắp đặt bạn ra làm thầy người khác rồi. Bạn phải tuyển cộng tác viên mà hướng dẫn nó bán. Còn tôi còn bạn, đúng không nào? Nếu bạn cứ tập trung bán lẻ, bạn bán không được á, bạn nói là ừ em tập trung hết sức rồi, kênh các kiểu em không được, đúng không? Người khác sẽ khuyên bạn rằng là bỏ đi, còn tôi cứ khuyên bạn là tiếp tục đi, mà thay vào đối tượng khác. Tại vì sao? Đôi khi á, thay đổi đối tượng khách hàng á, nó tạo ra sự thành công của chính mình. Anh em nào mà nghe đi đây hiểu á, đúng không ạ? Thì hãy tập trung. Còn tôi á,
là tôi không tin, đúng không? Tại vì tôi bán lẻ không được, tôi bán tượng cộng viên cực kỳ được luôn, thật sự luôn, nó bán tốt hơn mình mà mình phát hờn với người ta luôn đấy, thật sự. Có những tháng đây này, đúng không? Admin cho các bạn xem, không bảo các bạn bảo tôi là nó sao. Admin chuyển khoản tiền, đúng không ạ? Chuyển khoản tiền cho người khác là mình cảm thấy là hãi hồn luôn. Chuyển khoản tiền cho người khác rất nhiều luôn, đúng không ạ? Cực kỳ nhiều. 3 ngày không bà. Đây. Hôm trước admin đã có gửi rồi đó. Đây admin chuyển khoản cho người khác, bạn có thể nhìn thấy từ năm ngoái rồi chứ không phải năm nay nữa nhá. Cực kỳ nhiều tiền. Hobby Center chuyển khoản tiền dropship. Đúng không? 13 triệu. Đó. 500.000 là điều đương nhiên, 1 triệu rưỡi bình thường, đúng không ạ? 800. Đấy, 10 triệu rưỡi nhiều lắm. 2.8 này. 2.8 này nhìn kỹ tí nhá, màn hình nó đen đó. Đấy, 5 triệu. Đấy, phần màn mình đây là bạn ấy bán iPhone cho admin. Có một cây lời 500.000. Đấy, 900.000. 12.600. Đấy, lít công bán phần mềm, đúng không ạ? Đấy, 7.8. Đấy, là bán ví da túi sách này. Đúng không ạ? Và cái bạn đó bán cộng tác viên bán cơ còn bán tốt hơn mình nữa, nhưng mà gì ạ, đôi khi mình không, cái số của mình bán không tốt mình phải đương nhiên thôi, nhưng mà người khác bán tốt hơn, họ có duyên, họ có cách của họ, đúng không? Mỗi người nó sinh ra có một cái phân công phân cấp nhiệm vụ rồi đó. Nên ra khi mà bạn phát triển tốt đấy, bạn nói là em hết cách rồi, hết cách cái con khỉ ấy, đúng không? Mình có hết mình không, đúng không? Hết cách, đúng không ạ? Thì hãy học cách, đúng không ạ? Căn bản là bạn không hết mình làm việc thì hơi hơn, đúng không ạ? Không tập trung chẳng bao thành công. Bản thân tôi nói mà tôi không làm tôi không được gì cả, nên nhớ là như vậy. Nên là chúng ta xác định với nhau là hệ thống kênh này là điều chân ái, điều cốt lõi phải học bằng được, kỳ được cho việc phát triển này đó. Một vấn đề, các vấn đề nữa, đúng không ạ? Đấy, bài viết hay là học các vấn đề về content đấy nhá, sau đó học vấn đề về SEO, tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm, tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm, đúng không? Ví dụ như các bạn có thể kiếm này, bạn có máy tính ngồi đó nhé, gõ cho admin từ Amazing Shop nhé, Amazing Shop nhé, bạn sẽ thấy cái shop của admin khá là nhiều thứ, đúng không? Các kênh luôn, website, Shopee, Instagram, TikTok, đồ các thứ lên ầm ầm luôn nhá, cái Amazing Shop. Hoặc đơn thuần bạn gõ Forum Center và nhìn trên Google, nó sẽ ra một mớ luôn, các kiểu kênh liên quan đến Forum Center luôn, kể cả YouTube tất tần tật luôn, đúng không? Các kênh vệ tinh rất nhiều, cực kỳ khủng khiếp, đúng không ạ? Bạn có thể kiếm được admin ở trên Forry, đúng không ạ? Đấy, trên Google Maps luôn. Đấy là Google, đó là gì ạ? Đó là SEO top. Hãy học cái này. Một cái vấn đề nữa là học S, học chạy quảng cáo, học chạy quảng cáo nhá. Bỏ bao nhiêu tiền đi bằng đi chăng nữa đấy, thì cũng phải học những cái vấn đề này. Tại vì sao? Nó là đầu tư cho bản thân mình và mình quản trị cái doanh nghiệp, chứ không phải là thuê người khác về làm. Và thuê người khác về làm á, thì mình cũng phải biết để chỉ đạo nó. Hai nữa là cái này không phải là sản phẩm, nó là kỹ thuật. Sản phẩm thì đầy nhóc, Forum Center 13, 14 ngách, 15 ngách thì bán không hết nổi. Bán làm sao mà hết được, đúng không ạ? Biết như thời trang này cả ngàn mã đấy, thời trang là thật sự là cả ngàn mã đấy, nhiều lắm, đúng không ạ? Chỗ này quay lại driver này, riêng một cái số lượng sản phẩm ở chỗ này bạn bán thoải mái tẹt ga luôn, bán tẹt bô luôn, bán không hết nổi nhá. Chỉ cần tập trung vào kênh này thôi là bán mệt nghỉ rồi đấy, chứ đừng nói là làm những kênh visa đồ, visa còn mới thêm nữa, thêm ngách visa nó còn đẹp nữa, hình ảnh nó đồ các thứ nó chất nữa luôn, giá sắp phạt luôn. Tập trung đây là nó sẽ thành công thôi, sản phẩm không phải vấn đề, bán cái gì không quan trọng, đúng không ạ? Bán cái gì không quan trọng, quan trọng là bán như thế nào. Nhớ cái câu này. Và đối tượng khách hàng, đây là một trong những cái rất là tuyệt vời. Còn lại những cái tiểu tiết trong đó là tư vấn, đúng không ạ? Tư vấn nhiều sẽ được không, đúng không? Và trong quá trình tư vấn khách hàng thì mình phải có cảm xúc, mình phải phát triển cái cảm xúc của họ lên, đúng không ạ? Phát triển cảm xúc của họ lên bằng cách là đưa hình ảnh, đưa feedback. Vừa sau này Pin đã nói về vấn đề về content, các bạn hiểu vấn đề content này, hiểu vấn đề về content, đúng không ạ? Làm sao để tạo cảm xúc cho người khác? Mình phải gì ạ? Mình phải kích hoạt cái tinh thần của họ. Tinh thần gì ở đây? Tinh thần muốn mua hàng. Mà làm sao để muốn mua hàng? Một đấy là mình thử sử dụng các cái thủ thuật, đúng không ạ? Mình sử dụng các cái thủ thuật trong cái marketing. Ví dụ như là
anh chị đúng không? Mua sản phẩm của em đó thì gì ạ, mình sẽ khuyến mãi này đúng không, như là vấn đề tư vấn này, vấn đề chiến lược, giống như là vấn đề tư vấn kích thích trong cái quá trình hướng dẫn mình một cái cơ bản này. Một cái là để chốt đơn thành công trước khi báo giá thì hãy nói về giá trị, người ta hỏi rằng đấy là còn không em, giá bao nhiêu, phát mình trả lời luôn, người ta sẽ đi luôn. Vì khi mà người ta không biết về cái giá trị ấy, người ta sẽ thấy luôn luôn mắc 99.000, cái sản phẩm đấy cũng vẫn là mắc, nhưng mà mình phải nói được cái giá trị mình to hơn cái trị giá đấy thì luôn luôn là nhỏ. À, hãy nói về giá trị trước, đưa ra gì ạ, rồi là báo giá sau. Hãy gì ạ, hãy nói về lợi ích trước, lợi ích rồi khuyến mãi trước rồi báo giá sau. Khuyến mãi gì không, có khuyến mãi gì không cho người ta, hay là gì ạ, thằng nào cũng như nhau. À, có đặc điểm gì khác biệt không, đúng không ạ, đặc điểm khác biệt gì không, vải ai chẳng biết, vải cô tông hay là vải nỉ đúng không ạ, nỉ thêm chữ nỉ ngoại đúng không ạ, nỉ gì đó vào đúng không ạ, thêm một số những cái từ phải hiểu biết về chất vải đúng không, thêm những cái từ vào đó, vải cô tông một siêu thấm hút đúng không, vải nỉ một vải nỉ ngoại mới chịu chứ không phải là vải nỉ vớ va đúng không ạ, ngoại nhập đúng không ạ, làm sao người ta biết được cái mà mình đặt trưng tư vấn mình thể hiện vào trong đó. Tiếp theo là phải đưa lại hình ảnh của người ta đúng không, chị ơi à, chị mua cái sản phẩm này là thật sự là rất là đẹp luôn đấy, khách của em mua offline ở shop khen quá trời luôn, quăng lại cho họ cái ảnh đúng không, quăng lại cho họ cái ảnh đúng không, quăng đập vào mặt họ cái ảnh phát đúng không, là người ta chết ngất rồi đấy, là người muốn mua rồi. Tiếp theo đó là cho họ một cái ceiling nữa. Ceiling tức là gì ạ, cái feedback của hàng khách hàng khác khen cái sản phẩm của mình, ok sản phẩm chị nhận được rồi đẹp lắm, tăng cái cảm xúc lên, tăng cảm xúc lên 200% đúng không ạ, 200% đúng không ạ, 200% là lúc này á mình bắt đầu báo đơn. Và cái quy trình này nữa là giúp mình đúng không ạ, không phải là 100% sẽ lúc nào chốt được hàng, nhưng mà giúp mình tỷ lệ chiến thắng cao hơn những thằng khác, cao hơn. Vì sao ạ, lời nói không mất tiền mua, lời mà nói đúng không ạ, cho lời tiền ra và inbox nó về rồi, khách hàng nó về rồi, mình á, cố gắng mình tư vấn một tí thôi đúng không ạ, là mình có tiền chứ không ai cho mình đúng không ạ. Và mất tiền chạy quảng cáo chẳng hạn, hay là mất công sức đăng bài lên rồi, xây dựng hệ thống kênh rồi, có đơn về đến mồm rồi đúng không ạ, miếng ăn về đến miệng rồi mà mình để mất ấy, đó là lỗi tại ai đúng không, lỗi tại ai, lỗi tại khách hàng không mua, căn bản là không có biết cách chiến lược trong quá trình tư vấn đấy, tăng cảm xúc của khách hàng nên thì chúng ta họ mới mua được. Và cái lộ trình mà xây dựng hệ thống kênh này ấy, thì mỗi cái thì nó có những cái thủ thuật, như vừa rồi mình giới thiệu các bạn ấy, vấn đề là có qua bên YouTube, có cái qua bên Facebook, có cái content mô tả về mình up lên cho lẹ này, sau quá trình mà xây dựng fanpage này, hay là quá trình xây dựng Facebook cá nhân này, hay là quá trình bán hàng trong nhóm này, hay bán hàng trên marketplace, nó có những cái thủ thuật riêng nữa. Và có cái thủ thuật có thể áp dụng từ kênh này qua kênh khác, bán là trên market được thì bạn bán trên Insta, bán trên group được chắc chắn, và ngược lại đấy, bán trên fanpage đúng không ạ, bảo là mình bán trên Shopee được thì mình sẽ bán được trên sen đỏ, trên Lazada, mình sẽ làm được YouTube đúng không ạ, đấy YouTube được thì mình sẽ làm được TikTok đấy, mình làm được TikTok được thì mình kiểu gì mình cũng up được lên các cái kênh, các nền tảng khác đúng không. Và cái quá trình cuối cùng đúng không ạ, trong cái buổi học này đúng không ạ, là cho em mình có thể nhìn thấy một cái nhận diện gọi sau khi mà phát triển kênh xong ấy. Đấy, thấy một cái gọi là gì ạ, lộ trình xây dựng kênh marketing. Đầu tiên đó là xây dựng kênh, nó là full time mầm mống, phát triển qua được cái full time này nó giống như là nắng hạn vậy đó đúng không ạ. Mà thằng nào mà không thoát khỏi được cái vấn đề mà nắng hạn đấy là nó sẽ còi cọc và chết luôn. Tức là xây dựng xong hệ thống kênh nhưng mà không phát triển nó thì nó chết. Nó chết thì mãi mãi không bao giờ có quả. Và thông thường là chúng ta xây dựng kênh là chúng ta chết ngay luôn. Sau khi mà lập ra chẳng ai chịu chăm sóc. Tại vì chúng ta không có tham gia một đội nhóm nào hết. Không có người đôn đốc, không có người nhắc nhở, không có người hướng dẫn, không có người gì ạ. Mình buồn lắm. Tôi làm tôi không có ai hết. Nhưng mà cái tinh thần tôi rất là cao. Tại vì tôi tự ý thức được là mình cần phải làm gì. Mình làm cho mình, không phải làm cho người khác. Đó, và mình vui khi mà mình làm việc đúng không ạ, mình vui khi mà mình làm việc có đội nhóm, mình vui mà khi mà mình làm việc mà mình biết là kết quả mình sẽ đi về đâu thật sự đấy.
đôi lúc ở ban đầu ấy, thì có một hai người thôi, nhưng mà mình cảm thấy đó là đồng đội mình thấy rất là tuyệt vời. Hôm nay mình làm ở trên cái phần Instagram chẳng hạn, hôm nay tự nhiên mình có đơn đó, mình chờ mình lên mình vui lắm đúng không ạ, mình chia sẻ đúng không. Những cái newbie thì thường xấu hiểu nhau đúng không ạ, mình có đơn mình cảm thấy vui vẻ vô cùng, mình có like, mình có follow, mình chờ mình lên mình chụp hình đó, ví dụ như like follow quá trời mình lên mình chụp hình, thấy người khác lại học theo rồi người ta lại có chỉ cho mình những cái phương pháp khác, ví dụ vậy đúng không. Ngày xưa ban đầu là như vậy đó, là mình như vậy mình hình thành cho tới thời điểm bây giờ, chứ không phải là làm ngày một ngày hai thì nó thành công được đó. Hãy nhớ lại những cái gì mà tôi đã nói lúc đầu đúng không ạ. Đấy là cái vấn đề đầu tiên, đó là xây dựng kênh, sau đó là gì ạ, phát triển content, phát triển content đúng không ạ. Phát triển content được là tuyệt vời lắm đấy, phát triển content được đúng không ạ. Thường sau khi phát triển content thì nó lại rơi vào giai đoạn thoái trào, phôi thai chưa ăn thịt lớn ấy là chết ngắt rồi. Ông nào mà phát qua được phần đó thì gọi là phát triển content, phát qua phần content thì lúc này ấy, là up content hoài mà có đơn. Bạn nghĩ gì vậy đúng không, bạn làm 30 năm để có một cái lương 13 triệu, bạn làm mới được có 3 tuần, bạn muốn lương của mình là 3 triệu sao? Đặt một câu hỏi đi đúng không, 3 tuần mà muốn lương kiểu gì bây giờ, trong khi đó 3 năm, 30 năm, hơn 30 năm nhận một cái mức lương hưu là khoảng tầm 13 triệu mà gọi là cũng cái khủng khiếp đấy đúng không ạ. Tầm như là trong công an quân đội là phải tầm đại thiếu thiếu tá đấy, thiếu tá đến đại tá đấy nhá. Bạn nào mà có gia đình bố mẹ làm đấy, nghiên cứu nhé. Còn lại quan chức à, chính ngạch đấy là phải full luôn cả bằng cấp luôn là mới đạt được cái mức độ lương hưu như thế đấy. Bạn cứ tính xem mà mình là đúng không, trong khi đó anh mình làm chưa được 3 tuần chứ đừng nói là 3 năm bỏ luôn rồi một đòi muốn có tiền là bao nhiêu. Nhưng mà thực sự là chúng ta làm xong được 3 tháng ấy, nó sẽ phát sinh đấy. Nếu may mắn đúng không ạ, học đúng cái lộ trình mà của admin hướng dẫn này, các bạn sẽ kiếm được 30-40 triệu đấy. Thật sự nha, nếu mà anh em nào mà làm offline 100% là 30-40 triệu là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Vừa sai admin giới thiệu cho bạn là các vấn đề về bán mà bạn admin giới thiệu cho cái chuyển khoản đấy, đây này bạn này làm với admin đã là có hơn 1,5 tháng thôi đúng không ạ, bán trên market đúng không ạ, hơi bị khủng khiếp, hơi bị khủng khiếp luôn đúng không ạ, bán cực kỳ khủng khiếp chứ không phải khủng khiếp bình thường nữa nhá, bán cực kỳ đỉnh. Đây cái này thì mới hơn này, ngày 5 tháng 6 2021 này nhá, chứ không phải là ngày lâu rồi đâu. Ông nào chuyển khoản này, đấy số tài khoản này của admin đấy đúng không, nội dung chuyển khoản này ok chưa ạ, nhiều lắm đấy không phải ít đâu đúng không. Rồi phát triển kênh, phát triển content xong thì thường rơi vào cái giai đoạn gọi là thoái trào. Thằng nào mà phát triển qua được cái phần giai đoạn thoái trào này ấy, nó đến cái giai đoạn duy trì đấy. Rồi mới đến giai đoạn kéo trang thức, phát triển trang thức, phát triển trang thức. Lúc này trong phát triển trang thức ấy, đấy thời kỳ ổn định, ổn định lâu dài và bền vững. Sau khi thời kỳ ổn định nó sẽ là thời kỳ nhân bản, làm xong được kênh thời trang rồi mình làm qua kênh gì ạ, làm qua kênh Visa hay là kênh phụ kiện hay là kênh gì đó cùng một cái kịch bản quy trình như này đúng không ạ. Nhưng mà làm một cái là thấy mệt mỏi rồi đúng không ạ, làm được một cái là thấy tuyệt vời lắm rồi đúng không ạ. Một hệ thống kênh mà nó nho nhỏ thôi là đã ra được kết quả rồi, nó là hướng dẫn về kênh marketplace là đã thấy ra đơn rồi, chúng nó là hệ thống kênh phát triển lâu dài trường kỳ với nhau nữa thì đúng rồi đúng không ạ. Ôi giời ơi đấy đúng không, là nhân bản. Rồi trong cái quá trình mà lộ trình xây dựng kênh này có một cái phần quan trọng, quan trọng vô cùng quan trọng mà bất kể ông nào mà học marketing ông dạy là dạy cái này này, traffic của kênh đúng không ạ. Traffic của kênh nó có hai loại là free traffic và paid traffic, tức là miễn phí và trả phí. Free traffic thì là tối ưu SEO, tức là gõ thương hiệu mình trên các kênh ấy, nhặt được bí quyết cái sản phẩm đó, cái kênh của mình nó ăn để xuất phát ôi rồi đúng không ạ, vào phát hàng trăm ngàn người, hàng vài chục nghìn người ok. Nhưng mà cái điều may mắn này nó sẽ xảy đến nếu như các bạn làm đúng đủ và nhiều nhá, nó sẽ may mắn đấy. Một cái bài marketplace là bạn có thể kiếm được cả trăm đơn là bình thường nhá. Một cái bài fanpage ấy, mà nó mà chuẩn SEO nó vô tình ăn được đề xuất bằng một cách nào đó
tự nhiên bài nó cứ có đơn hoài thôi, cứ làm đi rồi sẽ nhìn thấy điều này. Tiếp theo đó là kéo từ cái kênh khác, tức là hệ thống hệ quả của hệ thống kênh mang lại. Hệ quả của hệ thống kênh mang lại tức là sao? Vừa xong các bạn có thể nhìn thấy cái gì ạ? Cái Instagram của admin đúng không ạ? Cái TikTok của admin. Đâu rồi? Cái TikTok đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy cái TikTok của admin. Đây. Cái TikTok của admin nhá. Đấy, vừa xong admin có kiếm cho mình có nói cho anh em mình biết rằng đây là cái TikTok của admin này. Đúng chưa ạ? Và khi á, mà mình bấm vào cái link này này, đúng không? Bạn giả sử cái TikTok này đây là bí mật mà các cái thầy và chuyên gia chạy TikTok á, marketing á, đúng không ạ? Người ta đang làm như vậy, đúng không ạ? Vì cái content nó thật là chất. Hai nữa là người ta làm rất là nhiều cái TikTok lên, và cái nào nhiều á, video người ta để lại, nhiều view người ta để lại, nhiều like người ta để lại, rồi người ta lại up lên cho tới khi nó nhiều like thật sự, hoặc là người ta sáng tạo cái content kéo cái traffic ấy, thì cái content nó cái content ở trong cái kênh này ấy, nó kéo được một lượng follow cực kỳ lớn. Ok, sau đó người ta sẽ kéo về fanpage hoặc là Shopee người ta mua hàng. Ok bạn, đấy người ta sẽ kéo về để biết như kênh này người ta mua hàng. À, kéo về kênh này mua hàng. Thì đấy là cái traffic nội tại của hệ thống kênh, hệ quả của hệ thống kênh mang lại, được chưa? Đấy, là hệ quả của hệ thống kênh, tại sao có hệ thống kênh? Và affiliate ứng dụng cái điều này luôn, chứ không có cái gì khác đâu, đúng không ạ? Bạn học ở đâu cũng vậy à? Anh mình nói thẳng thắn luôn là như vậy đấy, đúng không? Tiếp theo là pay traffic, bạn bảo là có cần phải chạy quảng cáo không, đúng không ạ? Ok, xong hết tất cả mọi thứ rồi, lúc này chắc chắn là ra tiền thì hãy chạy quảng cáo, hoặc là gì ạ? Có quá trình vừa làm vừa xây dựng, hãy trích ra 5% đến 10% số lượng tiền mà mình có được trong một tháng đấy. Đợt đó này mình cứ là bỏ 10% hoặc là 15% tiền lương của mình, bỏ tiền lương luôn, rất là máu, đúng không ạ? Chạy quảng cáo, tẹt ga, tẹt mô, đúng không? Cứ có tiền chạy quảng cáo, đúng không? Rồi cái gì nó đến cũng sẽ đến, mà bán được thêm ấy, bán được thêm rất là nhiều, và quy trình vận hành sau đó là tiếp tục bán ở trên nhóm, bán trên hệ thống kênh cộng với việc mình chạy quảng cáo kiếm thêm đơn về, đúng không? Nó tạo nên cái sự gì ạ? Ổn định này. Sau đó là mình sẽ gì ạ? Nhìn nhân bản này đấy, và đó là cái quy trình, đó là tư duy hệ thống kênh, và đó là marketing online. Ok, bạn đầu tiên vào hỏi ấy, là biết làm kinh doanh đúng không ạ, hay là học về cái gì chị ạ? Các bạn cảm thấy buổi học ngày hôm nay như thế nào ạ? Ok không ạ? Trời vời không ạ? Okay, anh em mình thấy sao? Dễ hiểu không? Trời vời không? Và những cái kiến thức này đó là kiến thức thực chiến vô cùng. Đây. Trời vời không? Đây kiến thức của Digital Team. Kiến thức này là của Digital Team và admin hiện tại đó, là admin đang có một team gọi là team Digital Team, đi chuyên sâu vào từng phân tích từng kênh một, làm từng kênh một, và bạn được học các kiến thức xây dựng hệ thống kênh như thế này, và bản chất của hệ thống kênh này đó là phễu marketing đó, và làm được cái điều này thì bạn có thể bán được bất cứ thứ gì, và học các kiến thức này nếu như mà em mình muốn tham gia team thật sự và nghiêm túc với bản thân mình, mà muốn làm được cái gì đấy nó ra trò trống, ra ngô ra khoai, thì mình có đào tạo một hệ thống xây dựng kênh này cho các doanh nghiệp. Trước đây là có rất là nhiều chủ shop đúng không ạ, về giày này, về đặc sản này, về may mặc này, đang học admin cái khóa quá trình về cái vấn đề mà admin đang quá trình các bạn đây, mà nó ở một hình thức là chuyên sâu, là học để hiểu được là bây giờ mình làm gì để cho nó phát triển hệ thống kênh như này đó. Và bạn bám theo cái lộ trình này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công. Affiliate cũng được, blog cũng được, dịch vụ cũng được, cái gì cũng được. Như ban đầu em đi nói là bán gì cũng được, không biết bạn làm gì hết, gì làm gì cũng được. Nó chỉ là chủ đề, nó chỉ là vấn đề, nó chỉ là cái cớ để kiếm tiền thôi. Hãy lợi dụng một cái cớ thật là tốt, thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi là áp dụng tất cả những vấn đề này. Hãy nói chuyện với mình, rồi tôi sẽ cho bạn hướng đi. Mà bạn có làm được hay không, hãy tập trung, cố gắng tập trung vào đấy, để gì, để xây dựng thành công hệ thống này, bạn sẽ thành công nhá. Và có rất là nhiều chủ shop đúng không ạ, các công ty lớn nhỏ đang thuê đội nhóm của admin, đang thuê đội nhóm, nhờ đội nhóm của admin xây dựng hệ thống kênh cho họ, và admin có đào tạo cái hệ thống kênh như vậy
và một ở góc độ khác chuyên sâu và có tư vấn về nội dung content, đồng hành cùng chúng ta để xây dựng được toàn bộ những vấn đề này. Và bạn sẽ học những cái module về content này, những cái module về kiến thức về kênh và đa kênh, content và SEO top, Photoshop để chỉnh sửa những cái content ảnh, đúng không? Rồi là hệ thống content sẽ chỉ cho bạn cái ý tưởng để lên cái nội dung cho cái kênh đó, chứ không phải content là một cái bài viết. Content nó là cái ý tưởng, đúng không ạ? Cái ý tưởng để xây dựng phát triển một hệ thống kênh. Đó là vấn đề, đúng không ạ? Đó là vấn đề. Đó. Và gì ạ? Và nếu như, đúng không ạ? Các bạn, đúng không ạ? Nếu mà thật sự thực chiến và trong mùa dịch này muốn học một cái kiến thức mới trong từ giờ đến cuối năm, trong năm nay không có bất cứ một cái kiến thức nào tập trung, hoặc là có một cái công việc nào nó cụ thể, hay học marketing, có rất là nhiều nghề liên quan đến cái này, có rất là nhiều thứ có thể kiếm được tiền từ marketing, bán hàng, làm dịch vụ, hay là làm đào tạo, hay là làm affiliate, các cái vấn đề liên quan đến marketing, rất là nhiều tiền, đúng không? Nếu mà nghiêm túc, đúng không? Bạn có thể tham gia team này của admin nhá, nó có chi phí, đúng không? Đào tạo, bạn sẽ học các cái vấn đề về công thức thành công, hệ thống kênh, hệ thống content, bí mật xây dựng hệ thống content, bí mật SEO top Google, ấy, cách làm Shopee, hệ thống Shopee, kênh Shopee, tư duy marketplace và marketplace công nghiệp, trang bị các bạn tool, công cụ để làm auto marketplace, cộng với là cái module về Facebook marketing, module về Photoshop, module về làm website, tổng hợp tất cả bộ khóa học này được chính admin là người quay video trực tiếp và giảng dạy, đúng không ạ? Và một số cái là do đội nhóm của Fori làm, của đa phần là của admin, 80-90%. Đấy, cái quá trình chúng ta làm được xây dựng chỉnh thể một hệ thống kênh gồm 4 vấn đề: Facebook marketing, thương mại điện tử, social network, website và blog. Sẽ tập trung làm 4 cái này. Thì nếu như anh em mình đăng ký, đúng không ạ, tham gia trong ngày hôm nay, đúng không ạ, ngày mai trong cuối tuần này, đúng không ạ, các bạn cứ suy nghĩ nhé, thì Admin sẽ có một cái ưu đãi cho anh em mình, đó là hiện tại thì Admin đang quá trình từ khoảng tầm 10 đến 15 triệu, quá trình 1-1 là 20 triệu đối với một người, là kèm cho tới khi là xây dựng được và tạo ra được cái hệ thống tốt nhất cho quảng bá sản phẩm doanh nghiệp của công ty của các bạn, các bạn có đội nhóm hỗ trợ thêm nếu như bạn làm theo cái diện quá trình hoặc là làm dịch vụ. Còn ở trong cái team này, anh em mình học một kiến thức này và tham gia digital team, cộng với là trong đó admin sẽ cho các bạn một cái giá gọi là giá VIP coaching, đúng không ạ? Và giá VIP chuyên ngách. Giá VIP chuyên ngách là bằng giá sỉ lớn, giá ký quỹ, đúng không ạ? Là mình có thể xây dựng được hệ thống cộng tác viên để bán cho các bạn luôn. Nó admin trả lời một cái giá đấy là chỉ khoảng tầm 50.000, thậm chí là 5.000, thậm chí là 7.000 một sản phẩm để đủ chi phí vận hành thôi. Còn lại là để cho anh em mình bán, để em mình bán, ví dụ như cái giá cực kỳ sát phạt trong một số ngách trong ngày hôm nay thôi nhá, hoặc đến ngày mai bạn quyết định tham gia, đúng không ạ? Thì cái giá của cái team này ấy, là 5 triệu cho tất cả 8 module học, cộng với là cái bộ tài nguyên liên quan đến hình ảnh và bảng giá, Fori sẽ shopbot các bạn về vấn đề về chốt báo đơn. Còn anh em mình cứ phát triển hệ thống để gì ạ? Báo đơn về Fori là xong, và cái giá là giá sát phạt để có thể xây dựng toàn bộ hệ thống kênh. Đây là cái một cái ưu đãi trong ngày hôm nay và trong cuối tuần này mà em mình muốn đăng ký. Thì về cái hệ thống kênh này, cái buổi học này sẽ có ghi lại, và hy vọng rằng cái buổi học này sẽ giúp đỡ cho tất cả những cái bạn nào mà có thể tiếp cận được ngay hôm nay hoặc là trong tương lai ở bất cứ kênh nào có những cái kiến thức nền tảng nhất. Và đây là những thứ mà mình đang xây dựng hàng ngày, cứ sản phẩm này mình cũng áp dụng chiến thắng nó, có những cái thủ thuật rất nhiều. Như vừa sau này mình cũng bật mí một số thủ thuật về Instagram đó, thì nó có những cái thủ thuật liên quan đến TikTok, liên quan đến fanpage, liên quan đến marketplace, liên quan đến chạy quảng cáo, liên quan đến Shopee. Và mỗi module này nó có nó phải học rất là nhiều, đúng không? Chúng ta phải học nhiều để chúng ta thực chiến, để chúng ta ứng dụng được,
để xây dựng thành công. Đó, cái Shopee không phải Shopee đơn thuần như vậy đâu, chúng ta phải tách nền để làm cho nó đẹp hơn. Đấy, cái Instagram cũng như vậy, chúng ta phải thêm template để tạo sự khác biệt. Cái marketplace vậy, chúng ta phải chèn khung để lách ảnh và có thể spam được cả 100 bài trong một mẫu. Có nhiều thứ đúng không, để chúng ta làm đó. Đấy, rồi chúng ta có thể làm video, chúng ta làm review. Ok, và không biết là trong buổi chung này, ngay tại buổi chung này có anh em nào đúng không, trong buổi học này có anh em nào muốn tham gia đội nhóm này của em không? Bài đi đăng thật sự là rất là muốn các bạn xây dựng một đội nhóm để chiến đấu với em, giống như là Hải Quách, giống như là Phượng, giống như là Chi, giống như là Duy, đấy, giống như là Nguyễn Thắng. Rất là nhiều bạn đang có một kết quả cực kỳ tốt. Ok, anh em nào muốn tham gia không ạ? Có anh em nào muốn tham gia trong cái team này không? Đúng không ạ? Nếu như mà anh em mình muốn tham gia team này thì liên hệ trực tiếp với admin qua số điện thoại hoặc Zalo 0365988719 nha. Everyone. Ok, đây. Ok, tuyệt vời. Ok. Hải Quách là trong đây rồi đúng không? Ok, và cái đây là cái cơ hội trong cái buổi học ngày hôm nay. Nếu như mà anh em mình cần hay là cần hỗ trợ bất kể cái module nào, nó có những cái module tách biệt cho từng vấn đề mà mình hướng dẫn trong ngày hôm nay, nếu bạn ghi chép lại thì bạn sẽ hình dung được. Đấy, tất cả module từ marketplace, từ content, từ sell top, từ Facebook marketing, đấy, từ website, từ Shopee, nó đều có những cái ebook này, những cái khóa học online, khóa học trực tuyến, những cái bài giảng rất là cụ thể liên quan đến những vấn đề này và cho mình được cái tư duy rất là tốt trong quá trình làm marketing. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng Forex Center thành công và chiến thắng mùa dịch này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một buổi học hiệu quả. Hẹn gặp lại vào trong cái buổi học tiếp theo. Ok. Ok. Chào mọi người nhá. Ok.